Xin chào các bạn, các bạn đang nghe chuyện trên kênh youtube Tiểu Thám Hoa. Nếu thấy audio chuyện hay thì hãy để lại cho mình xin một like và một lượt đăng ký, để mình có động lực ra thêm video cũng như ủng hộ kênh nhé. Ngoài ra các bạn cũng có thể truy cập vào website audio pro để nghe thêm nhiều chuyện hay, link mình để trong phần mô tả bên dưới. Cảm ơn các bạn rất nhiều, chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ bên gia đình. Bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Hỗn độn đan thần tập 10 chương 91, Quảng Nguyệt Đảo. Không biết qua bao lâu, cổ vân chậm rãi mở hai mắt ra, hắn cảm thấy trên người ướt súng. Mồ hôi trên người và mảnh vụn san hô hòa quyện với nhau, dính chặt trên người, một luồng linh lực chưa bao giờ có đang chạy trong cơ thể cổ vân. Lại nhìn bên trong đan điền, ma hộp đã mở ra, ma trùng trong đó vậy mà biến mất vô tung vô ảnh. Ở một bên của ma hạp, đệ nhị linh cơ không ngờ không hề héo rút, không kém đệ nhất linh cơ bao nhiêu, chỉ là linh lực trong đó tựa hồ có chút quỷ dị. Ánh mắt Cổ Vân lộ ra vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ ma trùng biến thành linh cơ thứ hai của mình? Đệ nhị linh cơ đã khôi phục hoàn toàn, điều này có nghĩa là bản thân vừa mới tiến giai linh sư, linh lực bắt đầu khởi động chính là bằng chứng cho việc mình tiến vào linh sư. Hơn nữa khi tiến vào linh sư, bản thân lại tiến thêm một bước rèn luyện thân thể. Điều này khiến Cổ Vân mừng rỡ không thôi, không ngờ lần này nhân họa đắc phúc ngoài ý muốn giải trừ nguy cơ của đệ nhị linh cơ. Ma trùng tuy rằng vô cùng quỷ dị, nhưng nếu là vật mà Trương Húc đã tốn vô số tâm huyết theo đuổi, hẳn là sẽ không có tổn thương gì đối với thân thể của mình. Lại thoáng điều tức một chút, cổ vân đánh ra một đạo thủy linh quyết, tẩy rửa quanh thân một phen, sau đó mặc vào một thân đạo bào sạch sẽ, lúc này mới chậm rãi đứng dậy. Thân thể chân nhân mặt cười cùng Trương Húc đều ở cách đó không xa, cổ vân không chút khách khí thu túi chữ vật của hai người này làm của riêng, hai người này tu vi khá cao thọ nguyên dài trong túi chữ vật tất nhiên có không ít bảo vật chân quý đặc biệt là trương húc làm minh chủ tiêu giao minh tài sản lại càng xa xỉ bất quá cổ vân cũng không vội vã xem xét bảo vật trong đó mà đánh giá mật thất dưới đáy biển này một phen chỗ động thiên phúc địa này lọt vào hư hao cực lớn thủy linh trong đó đã bị tiêu tán không có mấy rất không có khả năng khôi phục sinh cơ ngày xưa có không ít nơi đang ngấm vào nước biển nhưng nơi đây không bị hư hao cổ vân cũng không thể lưu lại. Hòn đảo này cũng không phải là xa xôi, tu sĩ lui tới rất nhiều, nói không chừng liền có mấy người quen biết với chân nhân mặt cười, một khi những người này tới bái phỏng, hiện chân nhân mặt cười không ở, tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha mình. Sau khi hạ quyết tâm, cổ vân phong bế chân nhân mặt cười, trương húc, thân thể hóa thành cho bụi, hoàn toàn phong kín động phủ của chân nhân mặt cười. Đang lúc cổ vân chuẩn bị rời khỏi hòn đảo, một giọng nói yếu ớt truyền đến cổ đạo hiếu, mau cứu ta. Cổ vân đảo mắt nhìn lại, dĩ nhiên là một trong bốn tên tu sĩ linh lực kia, người này mặc dù thất khiếu chảy máu, nhưng vẫn còn có một tia khí tức. Cổ đạo hiếu, ta không muốn ở lại chỗ này, mau cứu ta. Người này tên là Trần Vân Thăng, là một người ít nói, gần như rất ít nói chuyện, làm bất cứ chuyện gì cũng phải xem ánh mắt của người khác, mấy người đã chết kia cô lập cổ vân, Trần Vân Thăng tự nhiên chưa từng tiếp xúc nhiều với cổ vân. Nếu như cổ vân là người tâm ngoan thủ lạt, Chắc chắn sẽ giết chết Trần Vân Thăng diệt khẩu. Lúc này Cường Giả Linh Đan Trương Húc và chân nhân mặt cười giao chiến, Cổ Vân lại có thể bình yên vô sự rời đi, trong đó tất nhiên có không ít bí ẩn, bất luận kẻ nào cũng không muốn tiết lộ bí mật của mình cho người khác. Chỉ là Cổ Vân cũng không phải là người tàn bạo, tuyệt đối không thể giết chết người này, thế nhưng dẫn hắn rời đi. Cổ Vân trong lúc nhất thời do dự. Trần Vân Thăng nhìn Cổ Vân không nói lời nào, lập tức nói: "Cổ Tiền Bối" Bí ẩn trên người ngươi ta quả thực biết một chút, nhưng ta nguyện ý giao một sợi hồn phách của ta cho ngươi, tuyệt đối sẽ không phản bội ngươi. Hơn nữa ngươi hẳn là không quá quen thuộc đối với nơi này, ta nhiều năm trước vừa vặn từng sinh sống ở đây, có thể bày mưu tính kế cho tiền bối. Nói xong, Trần Vân Thăng dùng hết một tia linh lực cuối cùng, trên đỉnh đầu tuôn ra một sợi hồn phách. Mặt mũi tràn đầy kỳ vọng nhìn về phía Cổ Vân, đây là con đường sống sót duy nhất của hắn. Đạo hữu, ta không muốn chết ta thật sự không muốn chết, cho ta một con đường sống, ta nguyện ý làm châu làm ngựa cho ngươi. Cổ vân thoáng do dự, một hơi nuốt xuống luyện hóa nó vào trong cơ thể. Như thế tính mạng Trần Vân Thăng liền nắm trong tay mình, chỉ cần cổ vân diệt sát sợi hồn phách này, Trần Vân Thăng chắc chắn sẽ bị thương nặng, thậm chí tử vong. Đa tạ tiền bối, Trần Vân Thăng thấy cổ vân đáp ứng, rốt cục thở vào nhẹ nhõm, nằm trên mặt đất không thể động đậy. Cổ vân tiến lên xem kỹ một phen, Linh lực trong cơ thể Trần Vân thăng rối loạn hoàn toàn, đan điền gần như sụp đổ. Hắn cách Trương Húc quá gần, tu vi lại quá yếu. Hơn nữa mấy ngày trước ở trên hỏa nhãn đảo bị lượng lớn hỏa độc xâm lấn, đan điền vốn đã rất yếu ớt, căn bản không thể thừa nhận sự uy của Trương Húc. Bất quá vạn hạnh chính là đan điền của hắn vẫn còn hoàn hảo, nếu không cho dù không chết cũng là một phế nhân. Cổ Vân lấy hai viên hỏa độc đan từ trong ngực ra cho hắn ăn, sau đó lại rót một luồng linh lực vào giúp linh lực trong cơ thể trần vân thăng khôi phục lại trạng thái hoạt động bình thường ước chừng nửa canh giờ sau sắc mặt trần vân thăng chậm rãi hồng nhuận đa tạ ân cứu mạng của tiền bối trần vân thăng miễn cưỡng đứng dậy cung kính hành lễ nói được rồi chúng ta nhanh rời khỏi nơi này đi cổ vân dọn dẹp cơ thể của ba người kia xong thì thao túng phi kiếm mang theo trần vân thăng chạy như bay tiền bối ta cho rằng chúng ta nên đi quảng nguyệt đảo trước ngoại trừ minh nguyệt tông đảo nhỏ ra Quảng Nguyệt đảo hẳn là hòn đảo lớn nhất nơi đây. Trần Vân Thăng tự nhiên hiểu được Cổ Vân sẽ không vô duyên vô cớ cứu mình, vội vàng cung kính nói. Cổ Vân lấy hải đồ ra, để Trần Vân Thăng chỉ rõ vị trí hiện tại. Nơi này xem như phía Đông Tinh La Hải, khoảng cách tới Phượng Nhãn đảo cũng không gần. Muốn trở lại Nam Nhạc quốc, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng, nhất định phải mượn trận pháp truyền tống của Phượng Minh gia tộc mới được. Hơn nữa Phượng Minh gia tộc đối với thái độ kỳ quái của mình Khiến trong lòng cổ vân sinh nhi Trước đó cổ vân không dám rời khỏi Phượng Minh gia tộc là vì lo lắng Phượng Minh gia tộc có thể ra tay với Thanh Sơn Môn và cổ gia Nhưng khi Phượng Hoàng Tinh Phách xuất thế Sinh ra hỗn loạn thật lớn Tu sĩ Nam Nhạc Quốc tử thương không ít Người của Phượng Minh gia tộc cũng không biết Mình còn sống hay đã chết Chỉ bằng cổ vân tạm thời định cư ở Tinh La Hải Đợi đến khi thời cơ chín mùi lại quay Về Nam Nhạc Quốc Thật ra thì từ phương diện tu luyện mà nói Tinh La Hải có linh lực nồng hậu dày đặc, bảo vật phong phú, so sánh với Nam Nhạc Quốc càng thích hợp tu luyện hơn. Nếu muốn định cư tu luyện ở đây, đương nhiên phải tìm một chỗ an thân. Cổ Vân nhìn về phía một hòn đảo cực lớn gần Quảng Nguyệt đảo, đây chính là Minh Nguyệt Tông mà Tử Kim lão tổ nhắc tới. Căn cứ theo lời Tử Kim lão tổ nói, hắn giấu ở trong tạp dịch phòng một kiện bảo vật có quan hệ với Thôn Thiên thú, đã tới đây, Cổ Vân có thể thừa cơ lấy bảo, mặt khác còn có thể hoàn thành nguyện vọng của Tử Kim lão tổ không bao lâu hai người tới quảng nguyệt đảo đảo này quả nhiên là một đại hình hòn đảo không chỉ có phạm vi cực lớn tu sĩ cũng nối liền không dứt các loại phường thì cửa hàng càng làm cho người hoa cả mắt sau khi tiến vào quảng nguyệt thành cổ vân lập tức tiến vào một phòng đấu giá cỡ lớn cổ vân rất muốn tìm một chỗ yên ổn để tu luyện có lẽ ở chỗ này sẽ có thu hoạch tinh la hải tuy rằng đảo nhỏ đông đảo nhưng phần lớn đều bị các đại gia tộc cùng tông môn chia cắt Muốn tìm một hòn đảo có thể tu luyện là chuyện gần như không thể nào Hơn nữa cổ vân cũng không muốn độc chiếm hòn đảo Tu vi của mình không cao Nhất định sẽ khiến cho một số đại tu sĩ giò ngó Chẳng bằng ở trên loại hòn đảo lớn này Có cường giả linh đan tọa chấn Bình thường sẽ không có người đánh nhau ở trong thành Mặt khác Trong phòng đấu giá bình thường sẽ tụ tập không ít tu sĩ Có lẽ có thể nghe ngóng một ít tin tức hữu dụng Xem nơi đây đến tụt cùng có an ổn hay không Thích hợp mình bế quan tu luyện thời gian dài Bên trong phòng đấu giá, người người nhốn nháo. Phách mại hành ở Quảng Nguyệt đảo dường như không giống với Nam Nhạc quốc, nơi này đấu giá dĩ nhiên là do trời tiến hành, mỗi một kiện bảo vật đều được đánh dấu ra, chỉ cần vừa ý liền có thể ra giá cạnh tranh. Đương nhiên, thời gian bán đấu giá cũng rất dài, trọn vẹn 10 ngày. Điều này cũng dẫn tới lượng lớn tu sĩ tụ tập ở đây. Còn có không ít tu sĩ thông minh từ đó phát hiện cơ hội buôn bán, ở chỗ này bày ra bàn trà, chỗ ngồi, giống như quán trà cổ vân chọn một chỗ ngồi xuống thỉnh thoảng lại nhìn vật phẩm đấu giá mặt khác yên lặng nghe các tu sĩ xung quanh thảo luận trong đó thảo luận nhiều nhất vậy mà có liên quan đến minh nguyệt tông trần vân thăng ngồi đối diện cổ vân thấp giọng nói cho cổ vân từng điều mình biết đây cũng là yêu cầu của cổ vân dù sao tu sĩ nam nhạc quốc của hắn cũng vô cùng xa lạ với tinh la hải không muốn bị người khác nhìn ra sơ hở đột nhiên có một nam tử đi tới trước mặt cổ vân ngồi xuống đạo hiếu có thể mượn một bước nói chuyện hay không? Nam tử này ước chừng hơn 30 tuổi, khuôn mặt ngâm đen, trên mặt trái có một vết sẹo cực sâu, không đợi cổ vân mở miệng đã nói tại hạ họ thẩm các đạo hữu đều gọi ta là mặt sẹo. Cổ vân khẽ cao mày, ánh mắt lộ ra vài phần nghi hoặc. Mặt sẹo tiếp tục nói ta biết đạo hữu có chút nghi hoặc, cũng có mấy phần cẩn thận, đổi lại bất luận kẻ nào cũng sẽ như thế. Nhưng ta mời đạo hữu là tới tham gia rèn luyện dưới đáy biển Minh Nguyệt Tông chúng ta chỉ có bốn người, vừa vặn thiếu một người. Minh Nguyệt Tông, cổ vân lại sửng sốt, từ xưa đến nay Minh Nguyệt Tông lịch luyện đáy biển, không có bất kỳ nguy hiểm nào, hơn nữa một khi xuất hiện, còn có thể trở thành một thành viên của Minh Nguyệt Tông, cơ hội này vô cùng hiếm có, hy vọng đạo hữu suy nghĩ kỹ một chút. Tại hạ không có hứng thú, cổ vân kiên định lắc đầu, mặc kệ mặt sẹo nói như thế nào, cổ vân cũng sẽ không dễ dàng đáp ứng. Cổ vân căn bản không biết tình huống, tuyệt đối sẽ không dễ dàng đáp ứng lời mời của bất luận kẻ nào. Về phần lịch lãm dưới đáy biển, cùng với đãi ngộ, đối với cổ vân mà nói cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hiện tại trong túi hắn dư giả, linh lực cùng bảo vật không thiếu, linh thảo trong không gian hỗn độn có thể tự cấp tự túc. Hiện tại trọng yếu nhất chính là tìm một chỗ yên tĩnh, an ổn tu luyện. Ta biết rõ, trong lòng đạo hữu lo lắng cái gì, nhưng chỉ cần ngươi hỏi thăm một chút lịch lãm rèn luyện dưới đáy biển Minh Nguyệt Tông là biết, cái này căn bản không có bất cứ nguy hiểm gì nếu đạo hữu không có hứng thú gia nhập minh nguyệt tông ta có thể cho ngươi một khoản linh thạch làm thù lao mặt sẹo nói thẳng thừng như vậy khiến cổ vân hơi kinh ngạc nhưng hắn vẫn lắc đầu thấy thái độ cổ vân như vậy mặt sẹo lắc đầu ném một khối lệnh bài đạo hữu suy nghĩ cẩn thận một chút nếu như nghĩ kỹ có thể tới tìm ta cáo từ nhìn mặt thẹo rời đi cổ vân nhíu mày tiền bối việc này cũng không phải là không thể đáp ứng Trần Vân Thăng đột nhiên mở miệng nói, "Chương 92, mặt sẹo, Trần Vân Thăng xích lại gần Cổ Vân, thấp giọng nói, "Tiền bối, vị tiền bối vừa rồi nói không sai, Minh Nguyệt Tông lịch luyện từ xưa đã có, hơn nữa cạnh tranh khá lớn, Minh Nguyệt Tông ở đây thực lực rất mạnh, nếu có thể trở thành một thành viên trong đó, tiền bối có thể có chỗ an thân của mình." Trần Vân Thăng đương nhiên sẽ không lừa gạt mình, bởi vì tính mạng của hắn đều nằm trong tay Cổ Vân. "Việc này ta sẽ suy nghĩ lại." cổ vân nhìn chằm chằm vào bảo vật đang không ngừng tuôn ra ở phòng đấu giá có linh thảo có phi kiếm thậm chí còn có linh thú đan dược nhưng cửa hàng hoặc là động phủ bình thường căn bản không có người bán ra suốt cả một buổi chiều cổ vân giống như lão tăng nhập định linh trà cũng đổi ba bốn lần trần vân thăng không có chút sốt ruột nào ở một bên lẳng lặng chờ đợi đạo hiếu đã suy nghĩ kỹ chưa mặt sẹo lại xuất hiện trước mặt cổ vân cổ vân khẽ cao mày ánh mắt lạnh lẽo nơi này đông tu sĩ như vậy, sao ngươi cứ tìm ta? Mặt sẹo luân phiên tới đây, đã khiến cổ vân sinh ra một tia hoài nghi. Đạo hữu lo lắng quá rồi, mặt sẹo thoáng trầm ngâm mới nói, đây cũng không phải là chuyện xấu gì với đạo hữu vì sao đạo hữu nhất định sẽ cử tuyệt. Cổ vân lắc đầu, đúng lúc này, trên bảng hiệu lớn của phòng đấu giá đột nhiên xuất hiện bốn chữ cửa hàng chuyển nhượng, cổ vân lập tức đứng lên. Đợi thời gian dài như vậy, rốt cuộc chờ được. Linh thạch trong túi chữ vật của cổ vân không ít, dư sức mua một gian cửa hàng. Đương nhiên, dựa theo cách nghĩ của cổ vân, cửa hàng này sẽ ít nhất một chút, bán ra một ít đan dược thông thường. Như vậy sẽ không khiến cho người khác chú ý, cổ vân còn có thể bình yên tu luyện. Nhìn thân ảnh cổ vân vội vã, trên mặt mặt sẹo lộ ra một tia cổ quái. Trần Vân Thăng rất quen thuộc với thủ tục của phòng đấu giá, chỉ chốc lát sau, cổ vân đã được mời đến một gian mật thất. Ngồi chính diện là một bạch lão giả. Cửa hàng này hiện tại giá cả là 10 vạn khối linh thạch, tiền bối ít nhất có thể thêm 1 ngàn khối linh thạch. Nếu là 5 ngày sau, không ai đấu giá, cửa hàng này liền là của ngươi. Nếu có người tăng giá, tiền bối có thể tùy thời tới đây tăng giá. Đương nhiên nếu tiền bối trước khi đấu giá đều không trở lại, những linh thạch này đều sẽ trả lại cho ngươi. Bán đấu giá này cũng không khác gì với cổ vân ở Nam Nhạc Quốc, chỉ là thời gian dài hơn một chút, còn phải thanh toán tiền thế chấp. Nếu như tiền bối có thể ra giá 20 vạn khối linh thạch, ta có thể mời người bán tới đây, chỉ cần hắn đồng ý, liền có thể lập tức bán ra. Biện pháp này không tệ, tuy hiện tại cửa tiệm chỉ ra giá 10 vạn khối linh thạch nhưng không phải giá cuối cùng, nơi này tu sĩ nhiều, tắc đất tắc vàng, cạnh tranh đương nhiên thập phần kịch liệt. Huống chi, trên người Cổ Vân không thiếu linh thạch, nếu 20 vạn khối linh thạch có thể mua được, Cổ Vân cũng không muốn đợi năm ngày nữa. Vậy làm phiền ngươi mời người bán đến một chuyến. Cổ vân trầm giọng nói, tiền bối chờ một lát, ta lập tức phái người đi liên hệ, nếu người bán không ở chỗ này, tiền bối có lẽ chờ đợi lâu hơn một chút. Cổ vân gật đầu, giá tiền này cũng không quá đắt, cho dù đắt gấp đôi, cổ vân cũng muốn mua lại, bởi vì đây là một chỗ an thân. Tiền bối, 20 vạn khối linh thạch cũng không tính là quá đắt, nhưng mà người muốn ở lại đây lâu dài sao? Hay là thật sự muốn kinh doanh một cửa hàng? Trần Vân Thăng thấp giọng nói, trên thực tế, Cửa hàng ở Quảng Nguyệt đảo xa xa không bằng Ninh Nguyệt đảo, tiền bối không bằng bỏ thêm một ít linh thạch. Trần Vân Thăng còn chưa dứt lời, lão giả kia vẻ mặt vui mừng đi đến chúc mừng tiền bối, chủ nhân cửa hàng kia vừa vặn ở ngay trong phòng đấu giá, hắn nói muốn gặp mặt nói chuyện với ngươi. Đang nói, mặt sẹo đi đến, là ngươi, Cổ Vân sững sờ. Đạo hữu, đã lâu không gặp, mặt sẹo mỉm cười, tựa hồ đã sớm biết là Cổ Vân. Cũng khó trách, vừa rồi lúc Cổ Vân vội vã rời đi, mặt sẹo ở ngay bên cạnh hắn, không rõ ràng mới là lạ. Nhưng cổ vân cũng xác định, mặt sẹo bán cửa hàng cũng không phải là nhầm vào mình, bởi vì hắn chỉ mời mình mà thôi, cũng không biết mình muốn làm gì. Cửa hàng này, 20 vạn khối linh thạch, ta muốn. Cổ vân trầm giọng nói, nếu là người khác, ta sẽ trực tiếp đáp ứng 20 vạn khối linh thạch. Nhưng đạo hữu muốn, 40 vạn khối linh thạch, mặt sẹo cười nói, ngươi, trên mặt trần vân thăng lóe lên vẻ giận dữ, nhưng hắn nhanh chóng hiểu ra thân phận của mình, nuốt câu nói tiếp theo xuống. Đây là 40 vạn khối linh thạch, cổ vân không chút do so dự ném ra một túi chữ vật. Sắc mặt lão giả kia cùng mặt sẹo trong nháy mắt đại biến, tràn đầy vẻ kinh ngạc. Dựa theo lẽ thường, những lời này của mặt sẹo căn bản chính là lời khiêu khích, cổ vân cho dù không trách cứ vài câu, cũng sẽ có kè mặc cả. Không ngờ cổ vân không chút do so dự đã móc ra nhiều linh thạch như vậy. Trần Vân Thăng kinh ngạc không ngậm miệng được. Kỳ thật cổ vân có thể lấy ra 20 vạn khối linh thạch mua cửa hàng, cũng đã khiến hắn vô cùng kinh ngạc, phải biết rằng, đây đối với hắn mà nói đã là một con số trên trời, chỉ sợ cả đời cũng không thấy được nhiều linh thạch như vậy. Nhưng cân nhắc đến việc cổ vân có khả năng đạt được bảo vật của chân nhân tiếu diện, hắn cũng miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Nhưng tăng gấp đôi, 40 vạn khối linh thạch, ngay cả mơ cũng không dám mơ, nằm mơ cũng không mơ thấy nhiều linh thạch như vậy, nếu lấy những linh thạch này ra, đây cơ hồ là chữ lượng của một mỏ linh thạch cỡ nhỏ. Quan trọng hơn là, cổ vân lấy ra những linh thạch này, căn bản không có chút do so dự nào, bởi vậy có thể thấy được, linh thạch trên người cổ vân tuyệt đối không chỉ có ngần ấy. Nghĩ đến đây, trong lòng Trần Vân Thăng lại có vài phần kích động. Hắn giao một tia hồn phách của mình cho cổ vân, cũng chính là giao tính mạng của mình cho cổ vân, trong lòng chắc chắn có vài phần hối hận, tuy nhiên lúc đó cũng không có cách nào, nếu không phải như thế, mình có thể chết ở nơi đó. Nhưng mà bây giờ Trần Vân Thăng không có chút ý nghĩ hối hận nào, đi theo một người thân phận phong phú như vậy, chắc chắn sẽ không bạc đãi mình, đến lúc đó nói không chừng mình còn có cơ hội tu vi tiến thêm một bước, tích lũy mấy năm linh thạch, mua được một viên linh phách đan. Qua mấy tức, mặt sẹo lộ ra một tia cười khổ đạo hiếu, chỉ cần 20 vạn khối linh thạch là được rồi, ta vốn muốn ngươi giúp ta một lần, xem ra lịch lãm rèn luyện của Minh Nguyệt Tông đối với đạo hữu không có bất kỳ lực hấp dẫn nào, là ta vọng tưởng ông lão kia há hốc mồm, một câu cũng nói không nên lời. Bảo vật bán đấu giá ở phòng đấu giá giá càng cao, linh thạch đoạt được ở giữa phòng đấu giá cũng càng nhiều, mặt thẹo này nhất định điên rồi, không cần 40 vạn khối linh thạch, vậy mà chỉ cần một nửa. Nhưng trong tình huống này, hắn cũng không tiện nói gì. Lời nói của mặt sẹo khiến cổ vân có vài phần bất ngờ, sự nghi kỵ đối với mặt sẹo vừa rồi giảm bớt rất nhiều. Không phải tất cả mọi người có thể bỏ qua dụ hoặc của 20 vạn khối linh thạch, mặc dù bây giờ cổ vân có trăm vạn linh thạch nhưng hai mươi vạn linh thạch vẫn có sức hấp dẫn rất lớn một lát sau lão giả thấy hai người không nói lời nào cũng lo lắng vụ làm ăn này hỏng vội vàng nói hai vị đã đạt thành hiệp nghị vậy theo như hai mươi vạn khối linh thạch giao dịch đi đây là khế đất cùng tài vụ của cửa hàng tiền bối xem qua mặt sẹo cũng thống khoái nhận lấy linh thạch quay người muốn rời đi chuyện rèn luyện ta sẽ suy nghĩ một chút trong vòng hai ngày trả lời ngươi cổ vân trầm giọng nói đa tạ mặt sẹo lộ vẻ vui mừng tiền bối ngươi là lần đầu tiên tới phòng đấu giá chúng ta a à, nơi này có một khối lệnh bài khách quý ngày sau ngươi chỉ cần tới đấu giá hội đều sẽ hưởng thụ đãi ngộ khách quý có phòng nghỉ chuyên môn còn có thể ưu tiên chọn lựa bảo vật lão giả cười nịnh nọt nói đối với khách hàng xa xỉ như vậy lão giả sẽ không dễ dàng buông tha trần vân thăng rất thức thời thu lệnh bài lại sau khi cầm khế đất hai người rời khỏi phòng đấu giá đi thẳng đến cửa hàng vị trí cửa hàng này có chút lệch không ở trung tâm quảng nguyệt đảo trên đường đi trần vân thăng oán giận không ít nhưng trong lòng cổ vân lại tương đối hài lòng hắn mua cửa hàng này chỉ là muốn có một chỗ an bình về phần mở cửa hàng hứng thú cũng không lớn vừa vặn có trần vân thăng ở đây luyện chế một ít đan dược để hắn kinh doanh một chút xem như che giấu tai mắt người ta cửa hàng này treo tấm biển tế thảo đường ban đầu cũng là một cửa hàng đan dược, mặt tiền rất nhỏ, chỉ có một gian, chỉ có thể chứa 4 năm người. Nhưng hậu viện lại không nhỏ, có khoảng 5 gian phòng lớn. Trong đó có một gian là phòng tu luyện, những gian khác đều là phòng luyện đan, thậm chí còn có dấu vết của địa hỏa. Cổ vân ngay cả thẻ bài cũng lười đổi, trực tiếp giao những bộ phận tạp vụ này cho Trần Vân Thăng, lại cho hắn một ngàn khối linh thạch, để hắn mua một ít vật phẩm cần thiết. Sau khi trở lại phòng tu luyện, Cổ Vân lập tức bố trí một trận pháp phòng ngự. Tuy rằng Quảng Nguyệt Đảo có linh đan tu sĩ tỏa chấn, người bình thường không dám tùy ý làm bậy, nhưng vẫn phải cẩn thận một chút. Mãi đến lúc này, Cổ Vân mới lấy ra túi chữ vật của Tiếu Diện chân Nhân và Trương Húc. Linh Thạch tự nhiên không cần nhiều lời, hai người cộng lại khoảng chừng trăm vạn khối, hơn nữa Linh Thạch trước Cổ Vân có thể nói xuất thân giàu có. Đương nhiên, bảo vật cũng nhiều vô số kể, trong túi chữ vật của Trương Húc có rất nhiều chủng loại bảo vật, nhưng những bảo vật được sử dụng trong cảnh giới linh đan kia, đối với cổ vân cũng không có ý nghĩa gì lớn, bởi vì tu vi hiện tại của cổ vân căn bản không thể sử dụng. Khiến cổ vân cảm thấy hứng thú nhất chính là 10 cây trường mâu cổ xưa kia, loại trường mâu này, trước đó cổ vân cũng từ trên người trương tiêu giao đạt được một cây, tổng cộng 11 cây. Những trường mâu này cũng không phải là bảo vật bình thường, trên đó ẩn chứa linh lực quỷ dị, phảng phất như khí tức tản ra từ trên ma hạp. Cổ vân cảm thấy 11 thanh trường mâu này rất gần với khí thức linh cơ thứ hai của mình, có lẽ đợi đến khi mình tu luyện đến linh cơ thứ hai cũng có thể giống như Trương Húc, đồng thời khu động 11 thanh trường mâu, uy lực không thể khinh thường. Trong túi chữ vật của Trương Húc, cổ vân cũng phát hiện một viên thuấn di hạt châu, viên này lớn chừng nắm tay, linh lực bên trên cực kỳ dồi dào, khoảng cách thuấn di hẳn là sẽ không quá gần. Khiến cổ vân kinh ngạc là trong túi chữ vật của Trương Húc cũng có một chấn hồn linh, đây đã là chấn hồn linh thứ ba mà cổ vân nhìn thấy rồi, nếu là trên người trương tiêu giao phát hiện, cổ vân cũng không quá mức nghi hoặc, nhưng trương húc chính là cường giả linh đan, sao lại mang theo bảo vật thấp kém như vậy. chương 93, Tế Thảo Đường, cổ vân cất chấn hồn linh đi, sau đó lấy ra một bộ hài cốt yêu thú. Con yêu thú này chỉ dài hơn một trượng, toàn thân đỏ thấm, thoạt nhìn hẳn là vừa mới chết không lâu, ngay cả nội đan cũng không lấy ra, hẳn là sau khi trương húc đi vào tinh la hải săn giết. Đây chính là một con yêu thú cảnh giới linh đan, chỉ một viên linh đan đã có giá trị không nhỏ. Đối với Cổ Vân, hiện tại linh thạch cũng không phải quá quan trọng, có thể nói nội đan của yêu thú hệ hỏa rất có tác dụng với mình. Trên lưng con yêu thú này còn có tám cặp gai lưng, mỗi cây đều dài 3 thước, trên đó linh hỏa chớp động, là bảo vật hỏa hệ khó có được, nếu đem luyện chế thành linh bảo, lại phối hợp với thiên linh chi hỏa của Cổ Vân, uy lực không thể khinh thường. Ngoài ra, trong túi chữ vật của Trương Húc cũng không có bảo vật khiến cổ vân cảm thấy hứng thú, những bảo vật khác tuy rằng số lượng đông đảo, nhưng phần lớn đều bình thường đến cực điểm, thoạt nhìn giống như một tiệm tạp hóa. Cái này cũng không giống túi chữ vật của một tu sĩ cảnh giới linh đan, chẳng lẽ Trương Húc thật sự tu luyện ra thân ngoại hóa thân. Cổ vân nhíu mày, nhưng dù vậy, cổ vân cũng không cần lo lắng, nơi đây cách Nam Nhạc Quốc cực kỳ xa xôi, Trương Húc ngay cả một tia hồn phách cũng không trốn thoát, thân ngoại hóa thân của hắn tự nhiên sẽ không biết nơi này đã xảy ra chuyện gì. So sánh với túi chữ vật của Trương Húc, túi chữ vật của Tiếu Diện chân Nhân càng khiến cổ vân kích động hơn. Đây quả thực là một cái bảo khố to lớn, trong đó hoàn toàn đều là bảo vật thực dụng. Há lại có quan hệ với sinh hoạt và thói quen tu luyện của người cười. Chân nhân mặt cười một mình tu luyện, sẽ không dễ dàng ra ngoài, cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác, hơn nữa hắn còn là một tu sĩ cảnh giới linh sư, trong tất cả túi chữ vật, cơ hồ tất cả bảo vật mà linh sư đều cần. Từ điển tịch tu luyện mà nói, trong túi chữ vật của tiếu diện chân nhân chẳng những có tâm đắc tu luyện của hắn, đột phá bình cảnh tâm đắc, còn có chuẩn bị trùng kích cảnh giới linh đan, thậm chí còn có một quyển công pháp tu luyện thân ngoại hóa thân. Ở tâm đắc tu luyện cuối cùng, chân nhân mặt cười dự định từ chỗ cổ vân đạt được hai cái phương pháp tu luyện linh cơ, sau đó tu luyện ra hai cái linh đan, tiến tới nhẹ nhõm tu luyện xuất thân hóa thân những chữ viết rõ ràng này khiến cổ vân cũng vì đó mà chấn động thật ra cho tới nay cổ vân vẫn không hài lòng với việc tu luyện ra hai linh cơ bởi vì như vậy sẽ làm chậm chế tốc độ tu luyện của bản thân nhưng đối với tu luyện thân ngoại hóa thân mà nói đây cũng là cách tốt nhất tu sĩ cảnh giới linh đan bình thường muốn tu luyện thân ngoại hóa thân căn bản còn khó hơn lên trời cho dù ngẫu nhiên có người có thể tu luyện ra cũng vô cùng nhỏ yếu căn cứ vào ghi chép của tiếu diện chân nhân chỉ cần có thể tu luyện ra Linh đan, ở cảnh giới Linh đan, gần như không có địch thủ, nếu đạt tới cảnh giới Linh đan hậu kỳ, mượn thân ngoại hóa thân, thậm chí có lực đánh một trận với cường giả cảnh giới Linh tôn. Đây là kế hoạch của Tiếu Diện Chân Nhân, với tính cách cẩn thận của hắn, tuyệt đối sẽ suy nghĩ vô cùng chu đáo. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng, những kế hoạch chi tiết này của hắn, bộ lạc vào trong tay Cổ Vân, Cổ Vân chỉ cần hơi sửa chữa một chút là có thể lấy ra sử dụng. Quan trọng hơn là Cổ vân bây giờ là linh sư sơ kỳ, khoảng cách ngưng tụ linh đan còn rất dài, từ hiện tại bắt đầu dựa theo kế hoạch này tu luyện, đợi đến lúc kết đan càng thêm dễ dàng. Có thể nói, tâm đắc tu luyện và kế hoạch của chân nhân mặt cười đã tăng lên rất nhiều độ tu luyện của cổ vân, tránh cho cổ vân đi đường vòng. Những chỗ tốt này là dùng bao nhiêu linh thạch cũng mua không được. Điển tịch của tiếu diện chân nhân không ít, ngoại trừ tâm đắc tu luyện ra, còn có một số phương pháp luyện khí, phương pháp luyện đan, số lượng đan phương cũng không ít. Trong khoảng thời gian một mình tu luyện này, chân nhân mặt cười gần như là tự cung tự cấp. Cổ vân vốn định lúc rảnh rỗi sẽ đi mua một ít đan phương dùng cho cảnh giới linh sư, hiện tại không cần lo lắng vì chuyện này nữa. Bất quá, đan phương của tiếu diện chân nhân, đại bộ phận đều là mượn san hô luyện chế, cái này khả năng cùng hắn không bồi dưỡng linh thảo, ở đáy biển bồi dưỡng san hô có quan hệ. San hô là thiên linh địa bảo, hiệu quả luyện đan tự nhiên càng tốt, nhưng giá trị cũng càng cao quý, không phải dễ dàng đạt được như vậy. Hiện tại túi cổ vân đã đầy, đương nhiên sẽ không để ý đến một chút hao tổn của linh thạch, hắn quyết định dùng đan phương của tiếu diện chân nhân, linh thạch để ở trên người cũng vô dụng, chỉ có mau chóng tăng lên tu vi của mình, mới là mấu chốt. Về phần tiếp theo là kinh doanh cửa hàng, cổ vân cũng có kế hoạch của mình. Cổ vân sẽ dành thời gian luyện chế một ít đan dược cấp thấp, đương nhiên linh phách đan và hỏa độc đan cũng ở trong đó, đan dược cấp cao hơn thì không nằm trong phạm vi cân nhắc của cổ vân, hắn cũng không muốn dựa vào cửa hàng này kiếm tiền, luyện chế đan dược giá thấp tương đối tiết kiệm thời gian. Sau khi cẩn thận cất điển tịch của tiếu diện chân nhân, cổ vân lấy ra từng kiện linh bảo, phi kiếm, phi chu, trận bàn. Chân nhân mặt cười cũng không có bất kỳ linh bảo đặc biệt nào, những bảo vật này đều vô cùng thực dụng, ở trong cảnh giới linh sư, đều xem như là bảo vật đỉnh cấp. Nhưng ngoại trừ trận bàn ra, cổ vân không có ý định dùng bất kỳ một món nào mặc dù chân nhân mặt cười sống một mình nhưng không tránh khỏi không có mấy hảo hữu phản nhất nhận ra bảo vật cổ vân không đáng vì một chút bảo vật mà đặt mình vào trong nguy hiểm ngược lại là bảo vật lấy được từ chỗ trương tiêu dao hiện tại có thể lấy ra trương húc và trương tiêu dao đã chết không còn người của tiêu dao minh có thể uy hiếp được cổ vân ít nhất là ở gần quảng nguyệt đảo những bảo vật này đều tiêu hao linh lực cực lớn uy lực cực mạnh người bình thường căn bản không thể tùy tiện ứng đối sau khi chuẩn bị tốt bảo vật cổ vân lại luyện chế mấy lò đan dược lúc này mới rời khỏi phòng lúc này trần vân thăng đã sớm xử lý xong cửa hàng cửa hàng không lớn nhưng tinh quang sáng bóng tấm biển cũng rực rỡ hẳn lên nhìn không thấy một chút cho bụi mặt khác còn thêm một số bàn thoạt nhìn khác biệt rất lớn so với trước đó đối với việc này cổ vân cũng có chút hài lòng hắn không phải ở đây một ngày hai ngày Trần Vân Thăng hiển nhiên đã coi nơi này là nhà của mình. Bái kiến tiền bối, Trần Vân Thăng cung kính hành lễ, trong lòng hắn đã sớm thừa nhận địa vị của Cổ Vân. Cổ Vân vung tay lên, một túi chữ vật rơi vào trong tay Trần Vân Thăng. Nơi này có chút đan dược, xem như mở tiệm thuốc sử dụng đi. Nhớ kỹ, ta chỉ muốn một chỗ an thân, không phải thật sự muốn mở cửa hàng, cho nên mọi việc ngươi đều phải cẩn thận một chút, đừng gây phiền toái gì cho ta." Cổ Vân trầm giọng nói vãn bối nhớ kỹ nhất định sẽ không gây bất cứ phiền toái gì cho tiền bối trần vân thăng trong lòng vui vẻ xem ra cổ vân muốn đem tiệm thuốc này giao cho mình hơn nữa cổ vân cũng không muốn lợi nhuận từ trong cửa hàng như vậy hắn có thể thu hoạch được một ít chỗ tốt từ trong đó cổ vân suy nghĩ một chút rồi lại nói những đan dược này nếu có người dùng người có thể cầm lấy sử dụng với tu vi của ngươi tiến cấp linh sư hẳn là không phải việc khó trần vân thăng đang kiểm kê đan dược thì sửng sốt vẻ mặt kinh ngạc. Hắn gần như không thể tin vào tai mình, cổ vân vừa nói cái gì. Nói mình tùy tiện sử dụng đan dược. Những đan dược này cũng không phải là đan dược cấp thấp, phẩm chất kém nhất tăng linh đan cũng có lợi thật lớn đối với hắn. Hơn nữa trong đó thậm chí có không ít linh phách đan, đây chính là đan dược hắn tha thiết ước mơ. Tuy rằng trong tinh La Hải, số lượng linh thảo không ít, nhưng luyện đan sư cực kỳ thưa thớt, luyện đan sư có thể luyện chế linh phách đan càng thêm thưa thớt đại bộ phận luyện đan sư đều bị đại tông môn cùng gia tộc lôi kéo qua, tán tu giống như hắn, muốn mua một viên linh phách đan, chỉ sợ phải tích góp mấy năm linh thạch mới được. Vật chân quý như vậy, cổ vân lại để cho mình tùy tiện dùng. 10 viên, không, chỉ cần 3 viên, tỷ lệ Trần Vân Thăng cấp cảnh giới linh sư sẽ tăng lên rất nhiều. Trước đó, đây chính là Trần Vân Thăng không hề nghĩ ngợi. Ngay vừa rồi, Trần Vân Thăng còn tính từ trong cửa hàng trộm lấy một ít linh thạch tích góp, bây giờ xem ra, căn bản không cần thiết phải làm như vậy loại đãi ngộ này đã khiến hắn không còn sở cầu gì khác trần vân thăng không biết nên biểu đạt tâm tình của mình như thế nào lúc trước khi hiến hồn phách ra trần vân thăng sao có thể nghĩ đến kết quả hiện tại phù phù một tiếng trần vân thăng quỳ trên mặt đất đại ân của tiền bối vãn bối nhất định không dám quên vãn bối sẽ tận tâm tận lực phục thị tiền bối được rồi giữa chúng ta cũng không cần chú ý những tục lễ kia Cổ vân xua tay, Trần Vân Thăng cũng không già mồm, lập tức từ dưới đất bò dậy, cung kính nói tiền bối, ta lại đi hỏi thăm một chút về lịch luyện của Minh Nguyệt Tông, năm nay quả nhiên không giống với những năm trước. Năm nay Minh Nguyệt Tông ban thưởng rất nhiều san hô, linh bảo, thậm chí còn có thể trở thành đệ tử Minh Nguyệt Tông. Đây là lần ban thưởng phong phú nhất từ nhiều năm trước đến nay, ta nghe nói không ít linh sư tiền bối cảm thấy hứng thú với việc này, mưu toàn mượn cơ hội lần này tiến vào Minh Nguyệt Tông. Ồ, minh nguyệt tông này uy phong thật lớn ngay cả linh sư cũng muốn chọn nếu ở nam nhạc quốc bất kỳ một gã linh sư nào cũng tôn quý dị thường muốn gia nhập bất kỳ tông môn nào đều được hoan nghênh đãi ngộ cực cao tiền bối không biết minh nguyệt tông này chỉ mở ra đối với tu sĩ trong huyết thống bọn họ tu sĩ khác muốn gia nhập cực kỳ khó khăn bất quá một khi gia nhập minh nguyệt tông đãi ngộ cũng cực cao nghe nói mỗi linh sư đều có hơn trăm tên tạp dịch hầu hạ hơn nữa hàng năm còn có thể nhận được rất nhiều san hô cho nên mới có nhiều tu sĩ chạy theo như vịt như vậy trần vân thăng nuốt một ngụm nước bọt tiếp tục nói mặt sẹo kia ta cũng nghe nói người này vốn là tu sĩ quảng nguyệt đảo nhưng gây thù hẳn rất nhiều hơn nữa pháp môn tu luyện của hắn cực kỳ đặc thù không có tu sĩ nào nguyện ý đi cùng đường với hắn đoán chừng là vì nguyên nhân này mới để cho hắn tới tìm ngươi đương nhiên đây đều là lời nói phiến diện vãn bối nghe được không thể coi là thật, mong tiền bối minh xét. Ngươi làm không tệ, cổ vân hài lòng gật đầu, biểu hiện của Trần Vân Thăng vượt xa sự tưởng tượng của hắn, những tin tức vỉa hè này, tuy rằng chưa hẳn là thật, nhưng cũng có thể cung cấp một ít tin tức hữu dụng. Sau này người kinh doanh cửa hàng, đồng thời cũng nghe ngóng tin tức nhiều một chút, đặc biệt là sự tình phượng nhãn đảo cùng phượng minh gia tộc, đương nhiên, những chuyện này nhất định phải bí ẩn một ít, chớ để cho người ta phát hiện dấu vết. Vãn bối tuân mệnh, Trần Vân Thăng vẻ mặt mừng rỡ, hắn bây giờ đã biết Cổ Vân sẽ trọng dụng mình, biểu hiện tiếp theo của mình nhất định phải làm cho Cổ Vân hài lòng mới được. Người đi mời vị mặt sẹo kia đến trước đi." Cổ Vân ném lệnh bài cho Trần Vân Thăng. Chương 94: Tu sĩ ngoại lai đến từ bên ngoài. Nửa canh giờ sau, mặt thẹo xuất hiện ở trong cửa hàng. Cùng đi với hắn còn có ba người khác, trong đó là hai tráng hán tướng mạo thô kệch, vẻ mặt dữ tợn, hình thể cực kỳ tráng kiện, cửa hàng vốn không lớn lại có chút không chứa được hai người. Người thứ ba là một thiếu nữ trẻ tuổi, thoạt nhìn chỉ khoảng 17-18 tuổi. Cổ đạo hiếu, chẳng lẽ ngươi đã suy nghĩ kỹ? Mặt sẹo vừa thấy cổ vân, liền mừng giữa hỏi. Cổ vân gật đầu, mặt sẹo cười ha ha ha, đa tả cổ đạo hiếu, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là đường muội đồng tộc của tại hạ, tên là Thẩm Vũ Yến, về phần hai vị này, là huynh đệ kết nghĩa của ta, bọn họ cũng là thân huynh đệ, tên là Hùng Mãnh và Hùng Tráng đều là tu sĩ thể tu. Mấy vị ngồi đi, cổ vân phất tay, Trần Vân Thăng lập tức bưng năm chén trà thơm lên, sau đó đứng bên cạnh cổ vân. Ta cũng không có hứng thú quá lớn với lịch luyện Minh Nguyệt Tông, bất quá thẩm huynh thịnh tình mời, tại hạ quyết định giúp người một tay, chỉ là sau khi chuyện này thành công, chỉ cần thẩm huynh giúp ta làm một chuyện nhỏ là được. Cổ vân trầm ngâm nói, tham dự lần lịch luyện này, trên thực tế cổ vân hoàn toàn là nể mặt mặt sẹo, nếu như mặt sẹo thuận lợi trở thành tu sĩ Minh Nguyệt Tông, Hắn có thể nhờ vào đó giải quyết chuyện của tử tinh lão tổ Mặc dù theo lời tử tinh lão tổ thì bảo vật được giấu ở trong một gian tạp dịch Nhưng dù sau đó cũng là Minh Nguyệt Tông Cổ vân là người ngoài cũng không phải dễ dàng tiếp cận như vậy Hơn nữa, tử tinh lão tổ rời khỏi Minh Nguyệt Tông đã mấy trăm năm Thương hải tan biển, ai cũng không biết bây giờ Minh Nguyệt Tông so với trước kia có gì khác nhau Người tưởng ngươi là ai? Đại ca của chúng ta mời ngươi, đã cho ngươi mặt mũi Ngươi còn kén cá trọn canh trên mặt hùng mãnh dữ tợn khẽ động nổi giận đùng đùng nói hùng mãnh bớt nói vài lời mặt sẹo lập tức nói đại ca bốn người chúng ta chưa chắc không được tùy tiện tìm người góp cho đủ là được hà tất hủy khuất chính mình cầu người khác tu sĩ tinh la hải này không có nửa món đồ tốt không ai tin được hùng tráng cũng ngừ lạnh nói hùng tráng cổ vân khẽ nhướng mày ánh mắt lộ ra một tia cổ quái nghe vị hùng tráng đạo hữu này nói Mấy vị cũng không phải là tu sĩ tinh la hải ta." Cổ Vân trầm giọng nói. Lời vừa nói ra, sắc mặt bốn người lập tức đại biến. Trên mặt hai huynh đệ hùng mãnh lập tức lộ ra một tia dữ tợn. Mặt sẹo mỉm cười, "Có phải là tu sĩ tinh la hải hay không, có gì khác nhau?" Tu sĩ tinh la hải từ trước đến nay đều bài ngoại, mấy người mặt sẹo không tìm được trợ thủ thích hợp cũng có thể lý giải, bất quá mấy người này phản ứng mẫn cảm như thế, thật khiến cho Cổ Vân trong lòng có chút nghi hoặc nhưng cổ vân cũng không có biểu hiện ra ngoài. Mặt sẹo tự nhiên cũng không nhắc lại việc này, kế tiếp, hai người nói chuyện liền nhạt nhẽo vô vị, không đến một khắc đồng hồ, mặt sẹo cáo từ rời đi. Chờ sau khi bốn người bọn họ đi xa, Trần Vân Thăng thấp giọng nói. Tiền bối, có muốn điều tra thêm về bọn họ hay không? Cha bọn họ làm gì? Cổ vân có chút nghi hoặc, mấy người này, khẳng định không phải tu sĩ tinh la hải chúng ta, thân phận bọn họ sử dụng tự nhiên là giả, chỉ cần cha liền biết thật giả nếu bọn họ thật sự là tu sĩ từ bên ngoài đến tiền bối có thể ra tay chế phục bọn họ có thể giống như đối với ta rút hồn phách của bọn họ ra vì tiền bối điều khiển nghe được câu này cổ vân kinh ngạc nói không ra lời từ trong những lời này cổ vân có thể nghe ra ở tinh la hải không có thân phận lai lịch là tuyệt đối không được bất kỳ người nào cũng có thể bắt được nô dịch căn bản sẽ không có người hỏi thăm đây chỉ sợ cũng là nguyên nhân đám người mặt sẹo suốt ruột tham gia Minh Nguyệt Tông lịch luyện, trở thành một thành viên của Minh Nguyệt Tông. Nhưng Trần Vân Thăng chỉ sợ không biết, cổ vân cũng là tu sĩ từ bên ngoài đến, cũng không có bất cứ chứng minh thân phận gì. Có lẽ trước đó lệnh bài của Đinh Tiểu Tử còn có chút tác dụng. Nhưng loại tông môn đã bị diệt môn này, chỉ sợ cũng không có tác dụng gì lớn. Theo cách nói của ngươi, tán tu tinh La Hải cũng không có bất kỳ bảo đảm gì. Cổ vân hỏi, tiền bối nói đùa, Tán tu bình thường ít nhất có mấy hảo hữu làm đảm bảo. Nếu không có bạn tốt thì sao? Không có bạn tốt, Trần Vân Thăng do dự một chút ở Tinh La Hải rồi lại không có hảo hữu gì, lại không có người của tông môn và gia tộc, chỉ sợ cũng sống không được bao lâu. Nếu người khác cứ nhất định phải nói ngươi là tu sĩ ngoại lai, vậy cũng không có cách nào. Quy củ của Tinh La Hải này thật sự rất lộn xộn. Nhưng cũng có nguyên nhân đặc biệt, nơi này là hoang dã, tuy rằng bảo vật không ít, nhưng cũng rất nhiều nguy hiểm trên biển rộng minh mông, giết chết một hai người căn bản không có bất kỳ ai biết. Quy củ, quy củ, mặc niệm hai chữ, cổ vân đột nhiên cười khổ một cái, quy củ không phải là do người có tu vi cường đại chế định, bọn họ nói cái gì thì chính là cái đó. Cường giả linh sư hậu kỳ giống như là tiếu diện chân nhân, có ai dám nói hắn là tu sĩ ngoại lai. Chỉ có thực lực cường đại mới có thể chúa tể vận mệnh của mình, mà người tu vi nhỏ yếu, hoặc là phụ thuộc vào cường giả, hoặc là mặc người chém giết trần vân thăng bây giờ không phải như thế hắn cho rằng mình có chỗ dựa đã không để những linh sư mặt sẹo kia vào trong mắt được rồi người đi xuống đi cổ vân xua tay nhưng mà nói đến đám người đao ba kiểm cũng không phải hạng người bình thường bọn họ thận trọng từng bước trước tiên dùng cửa hàng này đặt chân sau đó mưu cầu gia nhập minh nguyệt tông có lẽ bọn họ quá nhạy cảm với thân phận của mình cho nên lúc tìm kiếm trợ thủ bọn họ mới do dự lúc mới đầu Cổ vân đối với việc gia nhập Minh Nguyệt Tông cũng không có quá nhiều hứng thú, nhưng sau khi biết được quy củ cổ quái này, tìm kiếm Minh Nguyệt Tông làm chỗ dựa cũng là một lựa chọn tốt. Hơn nữa, bốn người này đều không phải là tu sĩ tinh la hải, cổ vân cũng càng yên tâm hơn. Phẩy phẩy, trong một khách sạn cách tiệm thuốc hơn 10 dặm, mặt mày mặt thẹo âm trầm ngồi dưới đất. Đại ca, muội sai rồi, muội lại nói sai rồi. Vẻ mặt hùng tráng tràn đầy áy náy nói. Mặt sẹo còn chưa thể mở miệng, Thẩm Vũ Yến cả giận nói: "Nói cho ngươi biết bao nhiêu lần, phải xưng hô đạo hữu hoặc là sư huynh. Mỗi lần ngươi đều sẽ không thay đổi, lần này ngươi muốn phá hỏng đại sự của chúng ta, tuyệt sẽ không tha cho ngươi." "Được rồi, không cần nói nhiều." Mặt sẹo lắc đầu, ta thấy vị cổ đạo hữu kia cũng không phải là tiểu nhân. Để mặt sẹo có ý nghĩ này, Cổ Vân ra tay, một gian cửa hàng nho nhỏ, không thèm nhìn lấy ra 40 vạn khối linh thạch kỳ thật mặt thẹo làm sao không muốn nhận những linh thạch kia nhưng mà hắn lại không dám từ khi đến quảng nguyệt đảo hắn ta vẫn luôn cẩn thận chặt chẽ sợ để lộ ra nửa điểm sơ hở cổ vân có thể lấy ra nhiều linh thạch như vậy chỉ sợ lai lịch rất lớn nếu như cổ vân bỏ ra gấp đôi số linh thạch để mua cửa hàng lỡ như người đứng sau cổ vân điều tra ra thì sao đến lúc đó thân phận của hắn liền hoàn toàn bại lộ những năm này cố gắng liền uổng phí trên thực tế mặt sẹo càng nguyện ý kết giao với cổ vân hơn. Theo hắn, cổ vân tuyệt đối là một đệ tử thế gia, hậu duệ của một vị đại tu sĩ, trẻ tuổi như vậy đã đạt tới cảnh giới linh sư, địa vị khẳng định không thấp. Nếu như ở chung với cổ vân thì thân phận của bọn họ tự nhiên không là vấn đề. Chỉ tiếc, cho dù hắn đổi 20 vạn khối linh thạch cổ vân, cũng không có được quá nhiều hào cảm. Các ngươi phải nhớ kỹ nhiệm vụ của chúng ta, không được lộ ra sơ hở gì nữa nhưng lần này mời cổ đạo hữu e rằng không được. Mặt sẹo lắc đầu mặc dù bốn người chúng ta có chút khó khăn, nhưng cũng chưa chắc không được. Lần này, dùng hết sức cũng phải gia nhập Minh Nguyệt Tông, không thể đợi thêm nữa. Sư Huynh nói rất đúng, cửa hàng chúng ta đều bán, được ăn cả ngã về không, nếu như lần này thất bại, căn bản không có đường lui. Thẩm Vũ Yến cũng trầm giọng nói, nghe đồn Phượng Hoàng Tinh Phách đã xuất thế, chuyện của chúng ta không nhiều lắm. Mặt sẹo đột nhiên đứng lên, thở dài một hơi, không thể đợi thêm nữa, không thể đợi. Phẩy phẩy, ba ngày sau, trên Minh Nguyệt Đảo, mấy ngàn tu sĩ hội tụ tại đây. Hôm nay là đại điển hàng năm của Minh Nguyệt Tông, được xưng là Minh Nguyệt Tông lịch luyện, cho tới nay, hấp dẫn đại bộ phận tu sĩ xung quanh tham dự. Nghe nói năm nay Minh Nguyệt Tông phá lệ coi trọng lần lịch luyện này, ban thưởng càng thêm hậu đãi. Người tham dự nối liền không dứt, quy củ cũng không khó, đó chính là năm người làm một đội, ở trong đáy biển tìm kiếm một kiện bảo vật, nếu như có thể tìm được, liền xem như thành công. Mặt sẹo bốn người lẫn trong đám người, mấy ngày nay bọn họ cũng có ý đồ tìm một tu sĩ khác, chỉ tiếc linh sư há lại dễ dàng tìm được như vậy. Đại bộ phận tu sĩ đều có hảo hữu và gia tộc của mình, ai sẽ đơn độc một mình gia nhập bọn hắn. Đúng vào lúc này, một giọng nói quen thuộc từ nơi không xa truyền đến. Thẩm đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Mặt thẹo quay sang nhìn, đúng là cổ vân. Hắn vốn tưởng rằng cổ vân đã từ chối bọn họ, không ngờ cổ vân lại đến đây. Ba người thẩm vũ yến cũng hết sức kinh ngạc, nhưng trên mặt bọn họ phần nhiều là vẻ cẩn thận. Xem ra thẩm đạo hữu cũng không tìm được trợ giúp, ta có thể tính một cái hay không? Đương nhiên, đương nhiên, mặt sẹo vội vàng nói. Mặt trời lên cao, từ trong chủ thành minh nguyệt tông bay ra 10 tu sĩ. Mấy người này quần áo hoa lệ, trên người tràn đầy linh lực, vì một tên cường giả cảnh giới linh đan. Đi theo phía sau hắn là sáu gã tu sĩ cảnh giới linh sư. Tu vi sáu người này cũng khoảng linh sư hậu kỳ, không thể khinh thị. Một người trong đó tiến về phía trước một bước tu sĩ tham dự lần lịch luyện này tới đây nhận lệnh bài. Đây là bằng chứng duy nhất của các ngươi, nếu là vứt bỏ hoặc là bị đoạt, thì xem như thất bại. Đạo hiểu, cho ta một cái, cũng cho ta một cái. Các tu sĩ vội vàng hướng phía trước nhận lấy lệnh bài, năm người đều ở trong đó rót vào linh lực, cho thấy năm người này là một đội. Cổ vân nhìn thấy hết thảy, lông mày hơi nhíu lại, hắn đã từng nghe qua không ít quy củ tông môn thu đệ tử, đại bộ phận tông môn đều thích chọn lựa thiếu niên xuất thân trong sạch, bồi dưỡng loại đệ tử tông môn này, cùng càng dễ trung thành. Tương đối mà nói, đại bộ phận tông môn cũng không muốn thu hồi linh sư, bởi vì bọn họ không biết những linh sư này là có mưu đồ gì với tông môn của mình. Càng khiến cổ vân tò mò, Minh Nguyệt Tông hiển nhiên là muốn chói năm người này lại, để bọn họ cùng tiến cùng lui, hiển nhiên là một lần thu năm tên đệ tử. Chẳng lẽ Minh Nguyệt Tông thu đồ đệ là giả, có mưu đồ gì khác hay sao? Cổ vân nhìn thoáng qua mặt thẹo, tu sĩ tới đây đều có cảnh giới linh sư, tuyệt đối không phải là người nổ rốt, chẳng lẽ bọn họ nhìn không thấu sao? chương 95, ta đã từng rèn luyện dưới đáy biển, không bao lâu, mặt thẹo cũng nhận lệnh bài, năm người rót linh lực vào trong đó, trên đó hiện ra năm sợi linh tuyến. Mặt sẹo cẩn thận thu lệnh bài vào trong ngực, sau đó hạ giọng nói. Vẫn là tiến hành theo kế hoạch ban đầu. Lại nói với cổ vân đạo hiếu, người đi theo phía sau chúng ta là được, có cái gì cần, ta sẽ sớm báo cho người biết. Không biết bảo vật ít nước, đã chuẩn bị xong, trong túi chư vật của thiếu diện chân nhân bảo vật đông đảo, ít thủy châu chỉ là bảo vật không đáng nhắc tới mà thôi. Bảo giáp hộ thân mà cổ vân lấy được trước đó, chẳng những có thể tích nước, còn có thể che giấu khí tức thả xong lệnh bài tu sĩ minh nguyệt tông đều đứng ở trên một khối đá ngầm lớn không nói thêm gì nữa trên thực tế cũng không cần nói cái gì trong đó có rất nhiều tu sĩ đều đã từng tham gia lịch luyện xe nhẹ đường quen về phần người như cổ vân minh nguyệt tông cũng sẽ không chuyên môn chăm sóc tu sĩ linh đan nhìn tu sĩ tiến vào trong biển khẽ thở dài một hơi nói không biết năm nay có mấy đội ngũ có thể hoàn thành sư thúc Năm nay hẳn là sẽ không có quá nhiều, những tu sĩ này phần lớn ta đều nhìn quen mắt, bọn họ cẩn thận chặt chẽ, không dám mạo hiểm. Hơn nữa cho dù bọn họ thật sự hoàn thành, chúng ta cũng không dám tùy tiện sử dụng những người này." Một thanh niên thấp giọng nói. Tu sĩ Linh Đan gật đầu nói: "Đúng vậy, những người này tuy rằng xuất thân tương đối bình thường, nhưng những năm gần đây ở trên hòn đảo xung quanh cũng có một ít tên tuổi. Tuy nhiên thời gian không nhiều lắm, nếu như bọn họ thật sự có người thông qua, cũng sẽ dựa theo kế hoạch tiến hành. Đây là đại sự của tông môn, các ngươi làm đệ tử hạch tâm, tuy rằng hết sức rõ ràng, nhưng cũng không thể vọng động nghị luận. Đệ tử đã biết, các tu sĩ lục tục tiến vào trong biển, mặt sẹo tựa hồ cũng không nóng nảy, ước chừng một khắc đồng hồ sau, người đều đã đi gần hết, bọn người mặt sẹo mới bắt đầu đi ra. Cổ vân theo đuôi sau lưng bọn họ, không nhanh không chậm. Không bao lâu, dưới đáy biển xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Đây cũng là lối vào đi thông tới chỗ lịch luyện kia, hàng năm chỉ có thể mở ra một lần. Mặt Sẹo giải thích, lát nữa tiến vào trong, đạo hữu tận lực đừng ra tay, có một số việc có thể nhịn thì nhịn. Cổ Vân gật đầu, vừa tiếp xúc với vòng xoáy, lập tức có một loại dòng nước ấm bao phủ thân thể, sau một khắc, đám người Cổ Vân xuất hiện ở trong một không gian cực lớn. Nơi này giống như không gian dưới chân nhân đảo, chỉ là thủy linh lực cũng không nồng đậm như vậy. Trong đó trải rộng đủ loại tảng đá quái dị, chung quanh còn có mùi tanh hôi, khiến người ta thập phần không thoải mái. Mặt sẹo vừa tiến đến, sắc mặt liền trở nên hết sức nghiêm túc. Hai huynh đệ hùng gia cũng đánh giá chung quanh, chỉ có thẩm vũ yến cầm trong tay một thanh trường kiếm, gõ khắp nơi. Cẩn thận, mặt sẹo truyền âm nói, cổ vân cũng phát giác được một tia khí tức cổ quái. Keng, một tiếng nổ thật lớn vang lên, đáy biển đột nhiên truy ra một cái xúc tu cực lớn cùng lúc đó trong vòng năm trượng xung quanh nổi lên từng tia sáng trắng bao phủ năm người cổ vân vào trong đó ầm um, hùng tráng cầm một thanh cửa phủ bổ về phía xúc tu khổng lồ kia bất quá xúc tu này giống như nhìn thấy nhanh chóng biến mất vô tung vô ảnh đá ngầm dưới chân bị đập thành một khối lớn bằng chậu nước mấy vị đạo hiếu, để túi chữ vật lại các ngươi có thể rời đi một giọng nói khàn khàn không biết truyền đến từ nơi nào đám người mặt sẹo lập tức làm thành một vòng trong mắt tràn đầy vẻ cẩn thận. Ngược lại là cổ vân bị bọn họ cô lập ra, tự mình đứng ở một bên. Trên thực tế, cổ vân cũng không muốn tiến vào vòng tròn phòng ngự của bọn họ, mấy người này còn chưa đủ để khiến cổ vân tin tưởng. Nhưng những người đánh lén này, ngược lại rất biết chọn địa phương. Bọn họ bố trí mai phục ở lối vào, thật có thể nói là lớn mật, nhưng ở loại địa phương này, người bình thường không có tâm phòng bị quá lớn. Mặt sẹo người cẩn thận như vậy, đều chúng mai phục của bọn họ, cũng đủ để nói rõ điểm này. Đối với một tu sĩ mà nói, túi chữ vật chính là tính mệnh của bản thân, cơ hồ tất cả bảo vật đều sẽ mang theo bên người, giao ra túi chữ vật, về sau còn tu luyện thế nào. Đặc biệt là đối với đoàn người mặt sẹo mà nói, cửa hàng của bọn họ đều bán, được ăn cả ngã về không, nếu như túi chữ vật bị cướp đi, chỉ sợ cơ hội xoay người cũng không có. Cho các người thời gian nửa nén hương để cân nhắc, ta không muốn giết người ở đây, dù sao đây cũng là nơi của Minh Nguyệt Tông, nhưng nếu các ngươi không thức thời, đừng trách huynh đệ chúng ta vô tình. Trận pháp này, các ngươi không có khả năng phá vỡ. Một giọng nói khàn khàn truyền ra từ dưới đất, mặt sẹo lộ vẻ khó coi, nhưng y hiện tại vô kế khả thi. Trầm vô yến thấp giọng nói, sư huynh, trận pháp này uy lực không nhỏ, phải cần man lực phá tan, bất quá một khi sử dụng man lực, người nọ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Xem ra vị nữ đạo hữu này tinh thông trận pháp chi đạo, đối với trận pháp của ta lại quen thuộc như vậy. Không sai, phá trận cũng không khó, chỉ cần một người là có thể phá vỡ trận này, nhưng sau khi phá trận, bốn người các ngươi có thể ứng đối năm người chúng ta không? Tại hạ chỉ cầu tài, không muốn giết người, chẳng qua điều kiện tiên quyết là các ngươi chọc giận ta. Trên bờ biển, tu sĩ Linh Đan của Minh Nguyệt Tông cầm một cái gương đồng, trên đó vậy mà cho thấy cảnh tượng dưới đáy biển. Vết thương trên mặt thẹo đặc biệt dữ tợt, ngay khi bọn người mặt sẹo còn cách mấy trượng, năm tu sĩ thân hình gầy nhỏ ẩn núp trên mặt tràn đầy cười lạnh sư thúc cứ để cho ngũ hải thử này làm sằng làm bậy mấy năm qua tu sĩ chết ở trong tay bọn họ cũng không ít một gã linh sư có chút không cam lòng nói năm người có dáng người thấp bé này được xưng là tinh la hải ngũ thử bởi vì thường xuyên du tẩu dưới đáy biển lại được xưng là ngũ hải thử tu vi của bọn họ không cao nhưng quỷ kế đa đoan thường xuyên làm một số chuyện cướp đoạt bảo vật nhưng bọn họ làm việc cẩn thận giết người cướp của địa vị cũng không lớn, cho nên tuy tiếng xấu rõ ràng, nhưng vẫn không có đại gia tộc hoặc tông môn nào đối phó bọn họ. Ngay tại năm ngoái, vị linh sư này tận mắt thấy bọn họ phục kích mấy tiểu đội lịch luyện, trong đó có một tiểu đội đều giao túi chữ vật cho bọn họ, hy vọng có thể còn sống rời đi, không nghĩ tới ngũ hải thử này căn bản không coi trọng chữ tín, giết chết năm người kia. Nhìn thấy một màn trước mắt này, trong lòng của hắn đã dự liệu được kết quả của mặt thẹo. Mà kể có giao túi chữ vật hay không, đều là chết có lẽ liều mạng còn có một tia hy vọng sống sót tu sĩ linh đan cười lạnh nói những tu sĩ này chết cũng không liên quan gì đến chúng ta mọi người đều biết tiến vào nơi lịch luyện có mấy ngàn người vốn dĩ lịch luyện vô cùng an phận bọn họ nhất định phải tự giết lẫn nhau hơn nữa có ngũ thử này tồn tại cũng bớt cho ta không ít phiền phức chỗ đó phục kích lợi hại hơn ngũ hải thử nhiều nếu không qua được cửa này đối với minh nguyệt tông chúng ta không có nửa điểm tác dụng phẩy phẩy, dùng tính mạng một người phá trận. Cổ vân khẽ nhướng mày, mặt lạnh như băng. Vừa rồi bốn người đã cô lập hắn, nếu bọn họ lại muốn cổ vân làm kẻ chết thay này, cổ vân sẽ lập tức quyết liệt với bọn họ, lần lịch luyện này không chiến cũng được. Nhưng mặt thẹo cũng không nhìn về phía cổ vân, bộ dáng vẫn nhíu chặt lông mày. Ta đi thử xem, hùng tráng trầm giọng nói. Không thể, trận này cũng không phải dễ dàng phá như vậy. Mặt sẹo vội la lên huynh đệ các người đồng sinh cộng tử với ta tuyệt đối không thể để cho bất kỳ ai trong các ngươi mạo hiểm vẫn là để cho ta đi đi hùng mãnh nhấc cự trùy trong tay lên trong mắt tràn đầy vẻ quả quyết chờ một chút cổ vân đột nhiên mở miệng nói chờ cái gì không có thời gian không cho ta đi chẳng lẽ ngươi đi sao hùng mãnh trợn mắt nhìn về phía cổ vân cổ đạo hiếu việc này bốn người chúng ta thương nghị là được đến lúc đó chỉ cần ngươi giúp chúng ta một tay là được mặt sẹo vội vàng nói những lời này khiến cổ vân có chút kinh ngạc lúc trước thời điểm đến tinh la hải thu thập linh thảo cổ vân bị đệ tử thanh sơn môn lợi dụng nhiều lần từ khi đó cổ vân đối với bất kỳ người nào cũng nhiều thêm mấy phần phòng bị lại gặp qua sắc mặt của tu sĩ ngự thú tông tiêu giao minh cổ vân không ngờ rằng dưới tình huống này đám người mặt sẹo lại không nghĩ tới để cho mình mạo hiểm như vậy cổ vân đột nhiên thấy được một bóng dáng trên người của tộc nhân ô mộc tộc trên người hùng tráng và hùng mãnh ta có biện pháp phá trận. Cổ vân mỉm cười, vung tay lên, 10 con rối khổng lồ ầm ầm tuôn ra. 10 con rối này đều cao hơn một trượng, tứ chi trắng kiệt, hơn nữa đều từng dùng tinh kim cẩn thận luyện hóa, có thể nói mang man lực của con rối phát huy đến cực hạn. Đối với tu sĩ bình thường mà nói, khôi lỗi này quá mức cồng kềnh, thậm chí ngay cả tu sĩ linh lực cũng không bắt được, nhưng dùng để phòng ngự lại có thể tạo được hiệu quả thần kỳ. Về phần phá trận, càng là dư xài, oanh, oanh, Oanh! Tiếng nổ liên tiếp vang lên, nương theo tiếng va chạm mãnh liệt của đám khôi lỗi, một đạo điện quang từ đáy biển truy ra, quấn quanh 10 khôi lỗi. Từng tia điện lưu, du tẩu trong khôi lỗi. Bất quá, những khôi lỗi này đều là dùng linh mục luyện chế mà thành, dòng điện rất nhanh tiêu tán. Ngũ Hải thử kinh ngạc, bọn họ không ngờ trận pháp mọi việc đều thuận lợi lại dễ dàng bị phá vỡ như vậy. Trận pháp, trận pháp của ta, trận pháp bị phá, mặt sẹo một mặt kinh hỉ, y nhìn người khôi lỗi khôi ngô, cơ hồ không thể tin được, cái trận pháp gần như muốn lấy tính mạng y này, lại bị phá vỡ một cách dễ dàng như vậy. Mặt sẹo không phải là không muốn để cổ vân chết thay, nhưng vào thời khắc sống còn, y đã hạ thấp ý nghĩ này, trong lòng cũng thầm cảm thấy may mắn vì lựa chọn của mình. Nếu không mình chưa chắc có thể còn sống rời khỏi nơi này. Bọn họ ở nơi nào, ngũ hải thử, đừng để bọn họ chạy. Thẩm Vũ Yến liếc mắt nhìn thấy năm thân ảnh lén lén lút lút, la lớn nhưng phản ứng của chuột biển hiển nhiên là nhanh hơn rất nhiều, gần như trong nháy mắt đã đánh ra tật hành phù, phi độn mà đi. Trở về đi, đừng đuổi theo, mặt sẹo khoát tay, tên ngũ hải thử này ngoại trừ đánh lén ra, căn bản không phải là đối thủ của chúng ta. Thẩm vũ yến vẻ mặt không tình nguyện, nhớ kỹ mục đích của chúng ta, không được phân tâm. Bọn họ đã không còn uy hiếp, mặt thẹo trầm giọng nói, cái này, đây là khôi lỗi thuật, Linh Đan tu sĩ trên cửa thạch bờ biển nhìn hình ảnh trong gương đồng, vẻ mặt kinh ngạc, không thể tin được nói: Không nghĩ tới, không ngờ, hiện tại lại còn có tu sĩ hiểu được loại phương pháp cổ xưa này, người này đến tột cùng có lai lịch gì? Nhanh đi cha. Chương 96: Khôi lỗi sư, cổ đạo hữu, lần này đa tạ ngươi. Mặt sẹo nhìn Cổ Vân, trịnh trọng nói. Ba người khác mặc dù không nói thêm gì, nhưng ánh mắt nhìn Cổ Vân cũng không giống trước đó. Cổ, Cổ huynh ta xin lỗi ngươi vì lời nói vừa rồi của ngươi, hùng tráng thấp giọng nói, cũng khó có thể vì khổ người hắn lớn như vậy. Thanh âm còn nhỏ hơn mũi, cổ vân khoát tay, nếu chúng ta đã cùng nhau tham gia lịch luyện, đương nhiên phải đồng sinh cộng tử. Cổ đạo hữu nói rất đúng, trước đó chúng ta lại coi ngươi là người ngoài, nhưng từ giờ trở đi sẽ không. Mặt sẹo nặng nề nói, sau khi trải qua chuyện này, thái độ của mọi người đối với cổ vân cũng không giống nhau, mặt sẹo bắt đầu giới thiệu cho cổ đạo hữu về lịch lãm của Minh Nguyệt Tông. Kỳ thật lịch lãm này cũng không có quá khó khăn, đơn giản là tìm một ít bảo vật mà Minh Nguyệt Tông trước đó đã che giấu, chỉ cần có thể tìm được, hơn nữa giao lên, liền coi như thông qua. Điểm khó khăn nhất của quá trình rèn luyện này là làm thế nào để tìm được, ngoài ra còn một điểm rất quan trọng nữa, đó là làm thế nào để tránh tranh đấu với tu sĩ khác. Cái loại đánh lén vừa rồi tuy không nhiều lắm, nhưng đám bại hoại ngũ hải thử này, Đợi sau khi ta rời khỏi đây, tuyệt đối không tha cho bọn chúng. Sư huynh nói không sai, nhưng điểm quan trọng nhất là ngươi nói sai, đó chính là làm sao lấy bảo vật. Nơi cất giấu bảo vật của Minh Nguyệt tông đều có cơ quan khôi lỗi trông coi, nếu muốn lấy bảo vật, trước hết phải phá vỡ trở ngại của khôi lỗi. Cơ quan khôi lỗi khác với tu sĩ, tuy bọn họ hành động chậm chạp, nhưng không sợ sinh tử, nếu chúng ta phối hợp không tốt, chỉ sợ khó phá quan khôi lỗi. Thẩm Vũ Yến lại nhìn về phía Cổ Vân nói, Cổ đạo hữu vừa rồi sử dụng cũng là khôi lỗi, chẳng lẽ đạo hữu hiểu, hiểu được phương pháp khôi lỗi? Hay là đạo hữu là người của Minh Nguyệt Tông? Cổ vân cười nói, nếu ta là người của Minh Nguyệt Tông, còn tới tham gia lần rèn luyện này sao? Mấy con rối này là ta ngẫu nhiên đoạt được, đúng như đạo hữu nói, tuy con rối không sợ sinh tử, nhưng chỉ có man lực, không có tác dụng quá lớn, vừa rồi có thể phá trận, cũng là trùng hợp. Mặc dù xem như quen thuộc với mấy huynh muội thẩm gia, nhưng cổ vân vẫn chưa hoàn toàn tín nhiệm bọn họ khôi lỗi chi thuật này tuy không phải là bí mật gì lớn nhưng tận lực không nên lộ ra thì tốt hơn thời gian kế tiếp năm người tìm kiếm khắp nơi nơi này nhiễm nhiên là một tòa mê cung khổng lồ khắp nơi là đá ngầm huyệt động khắp nơi có sâu tới trăm trược ai cũng không biết bảo vật minh nguyệt tông đến tột cùng giấu ở nơi nào điều này cần phải điều tra tinh tế từng huyệt động trong nháy mắt hơn năm canh giờ trôi qua đám cổ vân không có thu hoạch gì trên đường đi cũng nhìn thấy một vài tu sĩ khác, bọn họ đều vội vã. Bất quá nơi đây cũng không phải là hoàn toàn không có chỗ tốt, trên mặt đất cũng có chút linh vật thỉnh thoảng xuất hiện, mặt thẹo liền nhặt được một đầu hải sâm. Phẩy phẩy, trên đá ngầm bờ biển, tu sĩ linh đan kỳ cao mày. Một linh sư chạy như bay đến, sư thúc, ta đã kiểm tra cẩn thận, người này hình như tên là Cổ Vân, ở trên Quảng Nguyệt đảo có một tiệm thuốc nhỏ, trừ hắn ra, chỉ có một tu sĩ linh lực. Ngoài ra, không còn bất cứ tin tức nào khác ta hoài nghi hắn không phải tu sĩ bản địa mà là từ nơi khác di chuyển đến không có gia tộc không có tông môn ngươi có ý gì trên mặt tu sĩ linh đan kỳ lộ ra một tia hưng phấn vội vàng hỏi nếu như người này không có tông môn vậy không thể tốt hơn cái này hẳn là không có hẳn là người này vừa mới xuất hiện ở đây cho nên không nghe được càng nhiều tin tức liên quan tới hắn đúng rồi cửa hàng hắn mua sắm chính là cửa hàng trước đó của mặt sẹo. Ta cũng thuận tiện hỏi thăm mấy người này một chút, lai lịch của bọn họ cũng vô cùng thần bí, hẳn không phải là tu sĩ xung quanh. Một gã linh sư khác tiếp lời nói, những người này thân phận đều không rõ, đều là tu sĩ từ bên ngoài đến. Lá gan bọn họ thật không nhỏ. Được rồi, về việc này không cần nói nhiều, tu sĩ Linh Đan trầm giọng nói bất kể là tu sĩ từ bên ngoài đến hay là tu sĩ bản địa, đối với Minh Nguyệt Tông chúng ta mà nói, đều là giống nhau. Ta càng quan tâm là khôi lỗi chi thuật của tiểu tử này rốt cuộc tu luyện tới trình độ nào, nếu có thể đạt tới cảnh giới khôi lỗi sư, ngược lại có thể tăng thêm không ít sức lực cho Minh Nguyệt Tông chúng ta. Khôi lỗi sư, linh sư xung quanh đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Khôi lỗi sư là chức nghiệp bí ẩn nhất ở Minh Nguyệt Tông, thậm chí có thể nói là một loại tôn sưng. Bất kỳ một gã tu sĩ nào đạt tới khôi lỗi sư, đều có thể đạt được đái ngộ hậu đãi của linh đan trưởng lão. Ngoài ra, địa vị của bọn họ cũng cực kỳ tôn sùng, Đương nhiên, trừ cái đó ra, linh sư môn không có khả năng biết nhiều hơn, bởi vì thân phận của bọn họ kém khôi lỗi sư quá xa. Tuyệt đại đa số khôi lỗi sư đều là do Minh Nguyệt Tông tỉ mỉ bồi dưỡng ra, trong bọn họ có rất nhiều người đều đã từng tu luyện khôi lỗi chi thuật, nhưng có thể trở thành khôi lỗi sư đã ít lại càng ít. Nhưng cho dù bị đào thải, bọn họ vẫn là đệ tử nòng cốt của Minh Nguyệt Tông. Tu sĩ thoạt nhìn có chút thanh tú, dung mạo hết sức trẻ tuổi này, vậy mà có thể trở thành khôi lỗi sư. Tất cả mọi người không thể tin vào tai mình, tên nhóc gọi là cổ. Cổ vân này, nhất định phải đối xử thật nghiêm túc, nếu như hắn gặp phải nguy hiểm gì, các người có thể không cần để ý quy củ, ra tay giúp đỡ. Hiện tại ta lập tức bẩm báo việc này cho đại trưởng lão. Linh đàn tu sĩ lưu lại những lời này xong, phi độn mà đi, chỉ còn lại có một đám linh sư trợn mắt há hốc mồm. Cái này, tiểu tử này thật sự là gặp vận may, hắn thật sự có thể trở thành linh sư cổ vân không biết nhất cử nhất động của mình đều nằm dưới sự giám sát của tu sĩ minh nguyệt tông ngay trước đây không lâu đám người cổ vân đánh lui một đám tu sĩ khác trên thực tế chỉ là tiện tay mà thôi sau khi đối phương phát hiện thực lực cổ vân mạnh hơn liền chủ động nhượng bộ mặt sẹo cũng không chủ động đuổi theo trên thực tế ở chỗ này đại bộ phận tu sĩ đều là như thế mọi người chỉ là vì lịch luyện mà thôi không đáng tính mạng muốn liều dù sao đều là tu sĩ quanh thân minh nguyệt tông ngày sau khó tránh khỏi tương kiến ai cũng không muốn ở chỗ này kết xuống thù hận thời gian trôi qua rất nhanh trong nháy mắt đã qua hơn một ngày trong mắt trầm vũ yến đột nhiên lóe lên một đạo tinh mang sư huynh phía trước tựa hồ có động tính mau đi xem một chút thần thức cổ vân thoáng điều tra trong mấy hải lý cũng không có gì khác thường nhưng vẫn đi theo phía sau bọn họ ước chừng sau nửa canh giờ phía trước rốt cuộc truyền đến động tính Điều này làm cho Cổ Vân không khỏi nhìn Thẩm Vũ Yến thêm vài lần, vị nữ tu không quá thu hút này thần thức lại cường đại như thế, khoảng cách xa như vậy đã có thể phát giác được. Nhân số không ít, hẳn là có mấy trăm người, hẳn là sẽ không sai. Rất nhanh, một đám người xuất hiện trước mặt đám người Cổ Vân. Ở trước mặt bọn họ, có một huyệt động cực sâu, trong đó một mảnh ngăm đen, các tu sĩ đều vây quanh ở một bên, trên mặt mang vẻ khó coi ta thấy Minh Nguyệt Tông chính là đang cố ý làm khó dễ chúng ta, cho dù là cường giả linh đan, cũng chưa chắc có thể lấy bảo vật ra. Người nói chuyện là một trung niên tráng hán, cánh tay hắn có mấy vết thương, nổi giận đùng đùng nói. Thực lực khôi lỗi phía dưới rất mạnh, hơn nữa không gian nhỏ hẹp, căn bản không có cách nào thi triển ra. Có một tu sĩ có chút không cam lòng nói, mà những khôi lỗi này đều không rời khỏi huyệt động, nếu có thể dẫn bọn chúng ra ngoài, nhất định có thể một lưới bắt hết xem ra có không ít tu sĩ đã vào trong động dò xét nhưng không công mà lui cái cửa hang này chỉ lớn như vậy nham thạch bên dưới vô cùng kiên cố thời gian cũng không cho phép khai quật hang động càng lớn hơn được rồi lại đi nơi khác thử thời vận nơi này không có khả năng có người đi vào một tu sĩ lắc đầu xoay người rời đi chúng ta không cần sốt ruột xem tình huống trước đã mặt thẹo thấp giọng nói cổ vân gật đầu trong tình huống này cho dù có lấy được bảo vật trong đó cũng chưa chắc có thể bình yên rời đi trước mặt mấy trăm người. Thoáng sau, năm tu sĩ từ cửa động chạy vội ra, ai nấy cười khổ, y phục cũng đầy lỗ hồng. Cổ Vân suy đoán, năng lực công kích của khôi lỗi trong huyệt động này cũng không quá mạnh, hơn nữa hành động tương đối chậm chạp, thực lực bình thường, nếu không ở trong không gian nhỏ hẹp như vậy, những tu sĩ này căn bản trốn không thoát. Cổ Vân càng thêm tò mò về Minh Nguyệt Tông, bọn họ phí nhiều tâm tư như vậy thật sự chỉ là vì chiêu mộ vài tên tu sĩ linh đan gia nhập vào bọn họ sao? Việc này hẳn là không đơn giản như thoạt nhìn. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều tu sĩ tụ tập tới, cũng có không ít tu sĩ rời đi. Nhân số nơi này cũng chậm rãi đạt tới một ngàn người. Mặt sẹo nhíu mày, đối với y mà nói đây cũng không phải là tin tức tốt, y vốn định đợi sau khi những người này rời đi, y lại nghĩ biện pháp, không nghĩ tới tu sĩ càng ngày càng nhiều, hơn nữa thời gian còn thừa lại cũng không nhiều lắm, muốn tìm kiếm một chỗ tàng bảo chi địa tiếp theo, cơ hồ là không có khả năng. Làm sao bây giờ, kỳ thực, phần lớn người trong đó đều đã từ bỏ, bởi vì nơi cất giấu bảo tàng này thực sự rất khó tìm. Nhưng mặt sẹo không thể từ bỏ, y đã được ăn cả ngã về không? Sư huynh, chúng ta, thẩm vũ yến thấp giọng nói, dù sao cũng đã tới đây rồi, vào xem rồi nói sau. Mặt sẹo cắn răng một cái nói, cổ đạo hiếu, đợi lát nữa ngươi trông coi cửa động, ngăn cản những tu sĩ kia lại. Cổ vân trầm ngâm nói, ta thấy cũng không cần như thế, vừa rồi đã có hơn 10 đội tu sĩ tiến vào, mọi người không có bất kỳ hy vọng gì với bọn họ, chúng ta cũng như thế. Bây giờ cần phải cân nhắc, nếu chúng ta thật sự lấy bảo vật ra, nên rời khỏi nơi này như thế nào? Trên người cổ đạo hiếu hẳn là có chút bảo vật đi, đến lúc đó ngươi mang đi, bốn huynh muội chúng ta đoạn hậu. Mặt sẹo cắn răng nói, đối với cổ vân, mặt sẹo cũng không hoàn toàn tiến nhiệm, nhưng dưới tình huống này, y không có lựa chọn khác, trận pháp lui địch, chỉ có bốn người bọn họ mới có thể bố trí. Phẩy phẩy, trong minh nguyệt tông, tên tu sĩ linh đan cảnh kia vội vã ngự kiếm mà ra. Vừa rồi hắn vốn định thương lượng với đại trưởng lão về chuyện của cổ vân, không ngờ sau khi đại trưởng lão nghe được, thậm chí còn kích động hơn so với hắn, nhưng hắn lập tức mang cổ vân đến. Cho dù không đạt được khôi lỗi sư cũng không sao. Điều này làm cho tu sĩ Linh Đan kinh ngạc vạn phần, bất quá mệnh lệnh của đại trưởng lão hắn tuyệt đối sẽ không vi phạm. Về phần đặc biệt để cổ vân trở thành đệ tử Minh Nguyệt Tông có vi phạm quy củ hay không, căn bản không nằm trong phạm vi cân nhắc của hắn. chương 97, khôi lỗi tông môn, không được, khôi lỗi này quá mạnh, mặt sẹo nhìn cự đại khôi lỗi trước mắt, trên mặt lộ ra vẻ cười khổ. Hắn thử mấy lần, căn bản không thể đột phá phòng ngự của khôi lỗi này. Huyệt động không lớn bị cả con rối chiếm lấy, hơn nữa con rối cực kỳ chắc chắn, không phá nổi phòng ngự của nó. Tuy con dối không có linh trí nhưng uy lực của nó cũng rất mạnh. Trong không gian nhỏ hẹp này, cho dù thân pháp nhanh nhẹn đến đâu cũng không thể tránh thoát, hơi bất cẩn sẽ bị con rối đập thành bánh thịt. Lẽ nào cứ như vậy mà từ bỏ? Mặt sẹo lắc đầu, y thực sự không muốn từ bỏ, nhưng bây giờ thì sao, con rối này căn bản không phải là thứ y có thể vượt qua. Cổ Vân vẫn không ra tay, bởi vì Cổ Vân hiểu rất rõ cho dù mình có ra tay hay không cũng không thể đánh bại con khôi lỗi này. Con khôi lỗi này dùng tinh kim luyện chế thành, phí tổn cực cao, chỉ sợ phải mấy chục vạn khối linh thạch, Minh Nguyệt tông thật đúng là bỏ ra được tiền vốn. Với cảnh giới linh sư của bọn họ, muốn đánh bại một con khôi lỗi do tinh kim luyện chế thành, căn bản là không thể nào. Hơn nữa Cổ Vân chú ý tới, con khôi lỗi này luyện hóa có chút kỳ lạ, thủ pháp sử dụng hẳn là cùng phương pháp tu luyện của khôi lỗi mình nắm giữ không quá giống nhau. Được rồi, trở về đi. Rằng con nửa canh giờ, rốt cuộc mặt sẹo bất đắc dĩ nói. Lần này, xem như hoàn toàn thất bại. Mặt sẹo thở dài một hơi, tràn đầy tuyệt vọng. Hai huynh đệ thẩm Vũ Yến và Hùng Gia cũng đều vẻ mặt ủ rũ. Năm người rất nhanh đi tới bên ngoài huyệt động. Tu sĩ bên ngoài đều đứng cách đó không xa, căng thẳng nhìn bọn họ. Tiền, tiền bối, mặt thẹo thấy tu sĩ đứng cách đó không xa, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc đây không phải tu sĩ linh đan kỳ của Minh Nguyệt Tông, sao hắn lại ở chỗ này? Chẳng lẽ hắn biết thực lực của khôi lỗi này quá mạnh, căn bản không ai có thể thông qua? Tu sĩ linh đan kỳ kia cũng không nhìn mặt thẹo nhiều, mà nhìn về phía cổ vân, dò xét trên dưới một phen. Từ giờ trở đi, người chính là đệ tử Minh Nguyệt Tông ta. Lời vừa nói ra, lập tức một mảnh xôn xao. Đây là ý gì? Tất cả mọi người mặt mũi mờ mịt, bọn hắn không rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ bọn hắn vừa rồi đạt được bảo vật? Coi như đạt được bảo vật, cái này cũng không hợp quy củ, theo lý thuyết, chỉ có giao bảo vật đến trên bờ biển, mới xem như thành công, trong lúc này còn có thể sinh ra tranh đoạt. Không chỉ tu sĩ khác kinh ngạc, ngay cả cổ vân cũng vô cùng kinh ngạc. Hắn tự nhận mình cũng không có chỗ nào kinh người, biểu hiện đúng quy đúng củ, thậm chí không có sử dụng qua thiên linh chi hỏa, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Ý của tiền bối là, cổ vân nghi hoặc hỏi ta cố ý đến thông báo cho ngươi, ngươi đã thông qua lần lịch luyện này, hiện tại là đệ tử Minh Nguyệt Tông ta, mau đi theo ta, thí luyện kết thúc. Tu sĩ Linh Đan nói từng câu từng chữ, hắn đương nhiên biết làm như vậy mang tới kinh ngạc cho cổ vân, nhưng hắn tự tin uy vọng của Minh Nguyệt Tông đủ để triệt tiêu những thứ này. Cổ vân tới đây không phải là vì gia nhập Minh Nguyệt Tông sao, hiện tại giấc mộng của hắn đã trở thành sự thật. Mặt sẹo sướng sờ tại chỗ, một mặt đờ đấn, trong lúc nhất thời, y cũng không biết nói cái gì cho phải mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc cổ vân trở thành đệ tử minh nguyệt tông đây là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ cổ vân có thân phận đặc thù gì hay là vừa rồi bảo vật bị cổ vân loạn lấy đi mặt sẹo đã sớm tiếp xúc với cổ vân y biết rõ cổ vân không có ý gia nhập minh nguyệt tông chỉ là nhiều lần mời mình mới tham gia lần rèn luyện này không ngờ mình không gia nhập minh nguyệt tông ngược lại thành tựu cổ vân cổ vân khẽ nhướng mày nhìn mặt thẹo một cái tiền bối dựa theo quy củ năm người chúng ta cùng tiến cùng lui ý của ngươi là năm người chúng ta đều thông qua được bốn người mặt sẹo không vào minh nguyệt tông quan hệ cũng không phải rất lớn thật ra chỉ lấy một mình cổ vân đích xác là không hợp quy củ cho nên nói năm người các ngươi đều thông qua mau đi theo ta mặt sẹo nghe được câu này trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng hắn nhìn ra được vị tiền bối này vô cùng coi trọng cổ vân một lòng muốn dẫn Cổ Vân rời khỏi nơi này. Nếu Cổ Vân và Tiền Bối này đi rồi, bọn họ sẽ không còn cơ hội tiến vào Minh Nguyệt Tông nữa. Không ngờ Cổ Vân lại nhắc tới bốn người bọn họ. Không đợi Cổ Vân kịp phản ứng, đã bị một luồng linh lực cuốn lên, cùng tu sĩ linh đan kia bay nhanh đi, rất nhanh biến mất ở nơi xa. Chỉ còn lại một đám tu sĩ trợn mắt há hốc mồm. Vừa rồi tiểu tử kia đến tột cùng có lai lịch gì, vậy mà để một tên tu sĩ linh đan mời hắn chẳng lẽ là hậu duệ của một vị lão tổ minh nguyệt tông đi theo sau lương linh đan tu sĩ cổ vân trong lòng thập phần nghi hoặc hắn đối với hành vi của linh đan tu sĩ này thập phần không hiểu nhưng tu sĩ linh đan cũng không có ý định giải thích với hắn khống chế phi kiếm độn cực nhanh trong nháy mắt hắn lao ra mặt biển nhanh chóng chạy về phía minh nguyệt tông chỉ chốc lát sau cổ vân đi tới trước một động phủ của minh nguyệt tông đại trưởng lão chờ người đã lâu mau mau vào đi thôi tu sĩ linh đan đẩy cổ vân, bản thân nhanh chóng lui ra. Tiểu hữu vào đi, trận pháp trong động phủ mở ra, lộ ra một cái cửa hang không lớn. Một lão giả hạc đồng nhan đang khoanh chân ngồi trong đó, linh lực trên người người này nội liếm, nhưng cổ vân vẫn cảm thụ được khí thức cường đại trên người hắn, người này hẳn là so với tên tu sĩ linh đan kỳ vừa rồi kia càng cường đại hơn. Bái kiến đại trưởng lão, cổ vân thi lễ trước, người tên là cổ vân, cổ tiểu hữu Lão giả cười hắc hắc nghe nói tiểu hữu nắm giữ một loại khôi lỗi chi thuật, không biết có thể cùng lão hủ nghiên cứu thảo luận một chút hay không. Cổ Vân sững sờ, không ngờ Minh Nguyệt Tông lại phí hết sức lực lớn như vậy để tìm mình đến, hóa ra là vì thuật luyện chế con rối. Thật ra Cổ Vân đối với pháp thuật này cũng không có hứng thú quá lớn, chỉ ngẫu nhiên có được, lúc nhàn dỗi luyện chế mấy cái khôi lỗi phòng thân mà thôi. Tiểu hữu hẳn không phải là tu sĩ ở đây, lão giả kia lại hỏi. Trong lòng Cổ Vân thoáng trầm ngâm người này có thể trong thời gian dài như vậy biết tính mạng của mình, khẳng định là hao tốn không ít công phu điều tra mình, chỉ sợ hiện tại mình ở trước mặt hắn căn bản không có bất kỳ bí ẩn gì đáng nói. Nhưng đường đường là đại trưởng lão Minh Nguyệt Tông lại khách khí với mình như vậy, chỉ sợ không đơn giản như vậy. Cổ vân dứt khoát nói thẳng, tại hạ là cổ vân, đệ tử Thanh Sơn Môn ở Nam Nhạc Quốc, bởi vì Phượng Minh gia tộc tổ chức đại hội thông gia nên mới đến Tinh La Hải lịch luyện, sau đó xuất hiện Phượng Hoàng Tinh Phách xuất thế, trong lúc hỗn loạn, vãn bối tới đây, dự định 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 ở lại đây tu luyện. Đại trưởng lão này cũng không biết Nam Nhạc quốc ở nơi nào, trên đời này quốc gia tu luyện rất nhiều, Nam Nhạc quốc chỉ là một trong số đó mà thôi. Bất quá lão giả này đối với việc Cổ Vân nói là đi theo Phượng Minh gia tộc mà đến, ngược lại là có vài phần hứng thú chuyện Phượng Hoàng tinh phách ta cũng nghe nói, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là Phượng Minh gia tộc mượn danh nghĩa thông gia, lừa các ngươi đến nơi đây đi phương pháp tu luyện khôi lỗi của vãn bối, đang tại phượng minh gia tộc học tập. Cổ vân gật đầu, ngoại trừ các loại bí mật như ma chủng ra, cổ vân đều không có dấu giếm chuyện khác. Lão giả này tu vi cực cao, thực lực cường đại, những chuyện này đối với hắn mà nói hẳn không tính là bí mật gì, nhưng cổ vân chủ động nói ra, lại có thể lưu lại cho hắn một ấn tượng tốt. Phượng Minh gia tộc, lão giả thoáng trầm ngâm Phượng Minh gia tộc vốn chính là một đại gia tộc tại Tinh La Hải, thực lực không thể coi thường. Nhớ ngày đó, tại Tinh La Hải, không có bất kỳ một tông môn hay gia tộc nào có thể địch nổi bọn họ. Chỉ là Phượng Minh gia tộc gây thù quá nhiều, cuối cùng bị đuổi ra khỏi Tinh La Hải. Năm đó lão phu cũng tham dự vào việc này. Phượng Minh gia tộc truyền thừa đã lâu, bảo vật rất nhiều, khôi lỗi thuật ngươi lấy được, hẳn là cực kỳ cổ xưa truyền thừa, khôi lỗi thuật bình thường tuyệt không thể so sánh. Lão phu mời ngươi tới nơi đây, chính là vì khôi lỗi chi thuật này. Kính xin tiền bối chỉ giáo nhiều hơn. Cổ Vân chắp tay nói: "Hiện tại khôi lỗi thuật bình thường, vô cùng đơn giản, chỉ là một loại luyện khí chi đạo bình thường mà thôi." Mà khôi lỗi chi thuật truyền thừa từ thời thượng cổ lại không phải như thế. Rất nhiều khôi lỗi hành động tự nhiên, không khác biệt nhiều so với tu sĩ. Thậm chí có một số khôi lỗi còn có linh trí, khiến người ta nhìn mà than thở. Sở dĩ lão giả nói những lời này là bởi vì hắn đối với Cổ Vân phi thường hài lòng. Thân phận của Cổ Vân hẳn là tương đối trong sạch Hắn không có quan hệ gì với bất kỳ gia tộc và tông môn nào ở Tinh La Hải, như vậy càng dễ dung nhập Minh Nguyệt Tông hơn. Càng quan trọng hơn là, Cổ Vân không có bất kỳ dấu giếm gì đối với chuyện Phượng Minh gia tộc và Phượng Hoàng Tinh phách. Thời gian ngươi tới Tinh La Hải cũng không ngắn, hẳn là hiểu rõ quy củ của nơi này, chỉ dựa vào một mình ngươi, e rằng nửa bước khó đi, không biết ngươi có ý gia nhập Minh Nguyệt Tông ta hay không. Lão giả nói chuyện cực kỳ khách khí, hoàn toàn không có ý ép buộc điều này cũng để lại ấn tượng không tệ cho cổ vân dưới tình huống này cổ vân căn bản không thể cự tuyệt lúc này chắp tay nói vãn bối nguyện ý gia nhập minh nguyệt tông rất tốt tiểu hữu nhất định sẽ không hối hận khi gia nhập minh nguyệt tông ta khôi lỗi chi thuật của ngươi chắc chắn sẽ được tăng lên cực lớn lão giả cười ha 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 nói đúng lúc này một nữ tử đột nhiên vội vã chạy đến trên mặt tràn đầy vẻ khẩn trương sư huynh số lượng khôi lỗi sư không đủ vậy phải làm sao cho phải. Nữ tử này thoạt nhìn ước chừng hơn 40 tuổi, trên khóe mắt tuy có chút nếp nhăn, nhưng đôi mắt đẹp lưu truyền, cầu dẫn tâm hồn người ta. So với thiếu nữ, vẻ đẹp của nàng càng nhiều thêm vài phần nở nang. Thương sư muội, bây giờ ngươi vẫn còn đang nôn nóng, không thấy được ta đang nói chuyện với vị tiểu hữu này sao? Cô gái kia căn bản không thèm nhìn cổ vân, gấp giọng nói. Sư huynh, ta không có thời gian đùa giỡn với ngươi tất cả khôi lỗi sư đều đã đi qua, hậu quan bên kia cực kỳ khẩn cấp, nếu như không thể hoàn thành trong vòng 3 canh giờ, liền thất bại trong gang tắc. Không bằng để cho những thứ kia. Không được, việc này ngươi không cần nhắc lại. Lão giả không đợi nữ tử nói xong, lập tức từ chối, sắc mặt cũng trở nên hết sức trịnh trọng, không có vẻ tươi cười. Chỉ sợ cô gái này đề cập đến chuyện này là vô cùng mấu chốt, lão giả không muốn để cho cổ vân nghe được. Sau khi lão giả nói xong, đột nhiên nhìn về phía cổ vân thương sư muội vị cổ tiểu hữu này hiểu được một chút khôi lỗi chi thuật cái gì hắn lúc này mỹ phụ mới chú ý tới cổ vân một mặc dù hơi ít mỹ phụ vung tay lên một cỗ linh lực bao phủ cổ vân lập tức kéo hắn về phía phi kiếm của mỹ phụ nhanh chóng độn đi nhà đầu này vẫn là tính khí này lão giả bất đắc dĩ lắc đầu chương 98, khôi lỗi khổng lồ một mùi thơm ngát truyền vào mũi cổ vân vậy mà khiến cổ vân ầm ầm động tâm. Vị nữ tu này mặc dù tuổi tác hơi lớn một chút, nhưng dáng người thập phần uyển chuyển, khoảng cách gần như vậy, không ai có thể ngăn cản loại dụ hoặc này. Cổ vân vội vàng quay đầu sang một bên, vị nữ tu này không phải người thường, nàng là sư muội của đại trưởng lão Minh Nguyệt Tông, cổ vân cũng không dám có suy nghĩ không an phận gì. Không bao lâu, cổ vân đã đi tới trước một động phủ. Xung quanh động phủ có mấy tên linh sư trông coi, Nhìn thấy mỹ phụ đến đều cung kính hành lễ. Mỹ phụ cũng không thèm nhìn bọn họ một cái, vung tay lên, cửa động phủ mở ra, hai người bay vào trong đó. Động phủ không lớn, nhưng trên mặt đất lại có một đường hầm sâu thẳm. Hai người một trước một sau, đi ước chừng một khắc đồng hồ, lúc này mới đi vào trong một thạch sảnh to lớn. Phía trên thạch sảnh, treo vô số nguyệt quang thạch, chiếu rọi thạch sảnh giống như ban ngày. Ở trung tâm, có một khôi lối khổng lồ, thoạt nhìn cơ bản đã hoàn thành hơn 10 tu sĩ vội vàng chạy tới chạy lui xung quanh khôi lỗi. Hậu quan, người này thô thông khôi lỗi chi thuật, người nhìn xem chỗ nào có thể dùng đến hắn. Đa tạ trưởng lão, một lão giả dâu dài nhìn qua khoảng 7 chục tuổi vội vàng nghênh đón, nhưng thần sắc cổ vân lại có chút khinh thường. Cổ vân tướng mạo trẻ tuổi, thoạt nhìn chỉ hơn 20 tuổi, hơn nữa trên người sạch sẽ, làm gì có bộ dáng của khôi lỗi sư. Bất quá hậu quan cũng không có cách nào, hắn hiện tại chính là thời điểm thiếu người, còn khôi lỗi này là tâm huyết 10 năm của hắn, ai có thể nghĩ đến một bước cuối cùng vậy mà xuất hiện vấn đề hết sức phức tạp, vạn nhất có sơ suất gì, 10 năm cố gắng liền uổng phí. Hậu quan cũng không hỏi cổ vân rốt cuộc hiểu bao nhiêu, trực tiếp đưa hắn đến đầu của đại khôi lỗi. Trước tiên ngươi luyện hóa nơi này, cái này tương đối đơn giản, trên thực tế hậu quan cũng không dám giao nơi quan trọng cho cổ vân. Cổ vân lắc đầu cười khổ, điều này không giống với dự tính ban đầu của mình mình đột nhiên gia nhập minh nguyệt tông sau đó lại đưa đến nơi này luyện chế khôi lỗi nhưng sự tình phát sinh đột nhiên hoàn toàn là hắn không ngờ chỉ có thể đi một bước xem một bước vừa luyện hóa cổ vân vừa tinh tế quan sát khôi lỗi này không thể phủ nhận khôi lỗi khổng lồ này đích thực là khôi lỗi đồ sộ nhất mà cổ vân từng thấy ngoại trừ hình thể khổng lồ ra trên người được luyện hóa từ lưu ngân chân quý phải biết rằng nếu như lưu ngân này được thêm vào một tia trong quá trình rèn luyện phi kiếm thì uy lực của phi kiếm sẽ được tăng cường rất nhiều, có giá trị không nhỏ. Chỉ sợ cũng chỉ có Minh Nguyệt Tông mới có thể xa xỉ như thế. Ngoài ra, hài cốt khôi lỗi khổng lồ còn được luyện chế từ xương thú. Tuy nói ở tinh La Hải, yêu thú rất phổ biến, nhưng mà khổng lồ như thế, lại vừa vặn thích hợp hài cốt, chỉ sợ cũng phí không ít công phu, về phần giá trị, tự nhiên không cần nhiều lời. Ở trên hạch tâm khôi lỗi, mấy trăm đạo trận pháp làm cho người ta hoa mắt. Cái này khẳng định hao tốn không ít tâm tư, hơn nữa mỗi một đạo trận pháp đều trải qua tinh tế luyện chế, một khi có chút sai lầm, những trận pháp này đều khó có khả năng hoàn chỉnh tụ tập cùng một chỗ. Còn có không ít khôi lỗi sư đang khẩn trương bố trí trận pháp, thủ pháp của bọn họ không giống với trận pháp sư bình thường, nhưng lại cực kỳ cao minh. Trong tay Hậu Quan Quan nắm lấy một viên thú đan lớn chừng quả đấm, mặt mũi tràn đầy vẻ ngưng trọng. Hắn đã trọn vẹn suy tư mấy canh giờ, một bước này vô cùng mấu chốt một khi thất bại, liền mang ý nghĩa khôi lỗi thất bại, càng làm cho hắn không cách nào tiếp nhận được, sẽ dẫn đến trận pháp sụp đổ hoàn toàn. Những trận pháp này vẽ trọn vẹn 3 năm, một khi thất bại, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hơn nữa trận pháp thất bại, đồng thời còn có thể phá hư bản thân con dối. Chỉ trong chốc lát, cổ vân đã luyện hóa xong đầu, trên thực tế không có gì khó khăn. Cổ vân còn hiện, loại lợi dụng xương thú luyện chế con dối này, Dường như so với linh mộc càng thêm dễ dàng hơn một chút. Vấn đề then chốt của xương thú là rất khó tìm được thích hợp. Về phần bố trí thú đan ở giữa, Cổ Vân tự nhiên biết độ khó trong đó không nhỏ, trước đó, hắn cũng thất bại qua nhiều lần, chỉ là bởi vì khôi lỗi của hắn cực kỳ đơn giản, trận pháp rất ít, thất bại cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Nhưng sau nhiều lần thử nghiệm, Cổ Vân hiện giờ lợi dụng phương pháp thao túng thần lực sẽ càng thêm dễ dàng. Thần lực giống như linh lực, trải rộng giữa trời đất, chỉ là số lượng cực kỳ thưa thớt, căn bản không thể để cho cổ vân sử dụng. Nhưng lợi dụng phương pháp thao túng thần lực, lại có thể cảm giác được sự khác biệt rất nhỏ khi đặt thú đan vào, từ đó càng thêm tinh chuẩn, một khi phát hiện không ổn, có thể lập tức phân biệt ra, mà không giống như trước đó, hoàn toàn là đánh cược vận khí. Sư phụ, trận pháp đã vận chuyển 3 canh giờ, không thể đợi nữa. Một hán tử trung niên hơn 40 tuổi vội vàng nói. Hậu quan trầm ngâm một chút, khẽ cắn môi nói mở ra tụ linh trận hắn lại nhìn về phía cổ vân đang hết nhìn đông tới nhìn tây ánh mắt lộ ra một tia giận dữ tiểu tử vừa tới kia ngươi làm gì đó cổ vân chắp tay ta đã hoàn thành công việc mà đạo hữu sắp xếp mặc dù mọi người đều hết sức kính trọng lão giả này nhưng tu vi của người này cũng không tính là quá cao chỉ là cảnh giới linh sư sơ kỳ mà thôi cổ vân cũng không có quá mức kính trọng trên thực tế tu sĩ nơi này tu vi đều không cao ngoại trừ mấy linh sư cảnh giới ra phần lớn đều là đệ tử cảnh giới linh lực. Tiểu tử ngươi, dám dùng khẩu khí này nói chuyện với sư phụ ta. Mấy tráng hán lập tức giận dữ. Ngươi là cái thá gì, dám xưng hô sư tôn là đạo hiếu. Đó là thứ gì, mau đổi hắn ra ngoài, người nào cũng có thể mang vào. Lui ra hết đi, nên làm gì làm gì. Lão giả nén giận, không phải vì lão bất mãn với cổ vân, mà là thái độ không hài lòng với cổ vân. Vị trí luyện hóa vừa rồi ít nhất cũng phải mất nửa canh giờ bây giờ mới qua một khắc đồng hồ cổ vân đã hoàn thành rồi điều này không có khả năng đi qua vài bước hậu quan quan sát mặt hơi đổi vị trí đầu khôi lỗi luyện hóa cực kỳ kín kẽ không có chút sơ hở nào đây là ngươi luyện hóa hậu quan có chút không dám tin chính là tại hạ làm không tệ không tệ ngược lại là lão phu khinh thường ngươi có bản lĩnh luyện hóa như ngươi hẳn là đã đạt tới cảnh giới khôi lỗi sư hầu quan gật gật đầu nói phải biết rằng Cổ vân mặc dù không có chuyên chú khôi lỗi thuật, nhưng hắn luyện chế khôi lỗi cũng có mấy trăm, quen tay hay việc. Hơn nữa, kinh nghiệm luyện đan của cổ vân rất phong phú, khống chế linh hỏa vô cùng thuần thục, cái này có hiệu quả giống như luyện chế khôi lỗi. Càng quan trọng hơn là, thứ cổ vân dùng để luyện hóa cũng không phải là linh hỏa bình thường, mà là thiên linh chi hỏa, uy lực mạnh hơn. Như thế thì quá tốt rồi, người tên là gì? Chờ luyện chế xong khôi lỗi này, ta chắc chắn thỉnh công với thương trưởng lão hầu quan tán dương tại hạ cổ vân cổ đạo hiếu xin mời đi theo ta thái độ của hậu quan thay đổi rất lớn khiến cho các tu sĩ khác đều lộ ra vẻ mặt mờ mịt có mấy người buông việc trong tay xuống đi xem vị trí luyện hóa của cổ vân trong mắt đều lộ ra vẻ không thể tin được những khôi lỗi sư này có địa vị cao thượng chính là bởi vì thuật khôi lỗi của bọn họ cổ vân biểu hiện ra ngoài không hề kém bọn họ ở một mức độ nào đó khiến lòng thù địch của bọn họ giảm bớt rất nhiều mà được hậu quan tán thưởng, cũng càng không khiến người ta kỳ quái. Trong lúc những người khác bận rộn, hậu quan kéo cổ vân đi tới ngực của khôi lỗi. Ngoại trừ hai người bọn họ ra, còn có ba gã tráng hán. Cổ đạo hiếu, bước tiếp theo chính là để thú đan vào, nhưng ta dựa vào cảm giác không biết có chỗ nào không ổn, nhưng thời gian không còn kịp nữa, bộ trận pháp kích hoạt, nếu như chờ thêm nữa, sợ rằng toàn bộ trận pháp đều hỏng mất. Hậu quan vẻ mặt ngưng trọng nói, cổ vân cười khổ, mình chỉ luyện đầu một chút, sao có thể để mình tới xem trận pháp này được. Đối với trận pháp chi đạo, cổ vân cũng không có nghiên cứu qua, chỉ có thể sử dụng trận bàn đơn giản mà thôi. Còn không đợi cổ vân mở miệng cự tuyệt, một tráng hán đột nhiên mở miệng nói. Sư phụ, tụ linh trận mở ra. Trong chớp mắt, tất cả trận pháp trong cơ thể khôi lỗi đều tràn ra hào quang chói mắt. Từng đạo thoáng hiện không ngừng, trên người khôi lỗi cũng bị một tầng bạch quang nhàn nhạt bao phủ luyện hóa nhanh lên một chút, thời gian không đủ. Hậu quan trầm giọng nói, con rối này cũng tách ra luyện hóa, hiện tại bọn họ cần luyện hóa tứ chi tách ra đến trên bản thể, bất quá hiển nhiên bọn họ đã đánh giá cao tốc độ của mình. Hơn 10 tu sĩ chăm chú, con mắt cũng không dám nháy một cái. Bởi vì bọn họ đều rõ ràng, một khi thất bại hậu quả là cái gì. Bầu không khí đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm trọng, cổ vân không muốn tham dự vào việc bố trí hạch tâm này, nếu như thất bại, những người này có thể đổ hết trách nhiệm lên đầu mình hay không loại chuyện này không phải chưa từng sinh cổ vân vẫn cẩn thận một chút cho thỏa đáng ta đi luyện hóa cánh tay trái cổ vân vừa định rời đi thì bị hậu quan kéo lại cổ đạo hiếu những chuyện nhỏ nhặt này cứ để bọn họ làm là được rồi hậu quan chỉ vào trận pháp đang nhảy lên ở giữa nói nơi này mới là mấu chốt ta hy vọng mượn lực lượng của đạo hiếu sư phụ tuyệt đối không thể Ba người khác đều lập tức kinh hãi nói, tiểu tử này lần đầu tiên tới nơi này, đối với khôi lỗi này hoàn toàn không quen thuộc, một khi có chút sai lệch, liền bị hư hao. Cổ vân nghe vậy, cũng vội vàng nói, hầu đạo hiểu đánh giá cao tại hạ, ta, cổ đạo hiểu, ta cũng không phải là để cho ngươi khống chế, mà là để ngươi chúc ta một tay. Hậu quan nhìn quanh một vòng, trầm giọng nói hôm nay luyện hóa có thành công hay không, đều không có bất cứ quan hệ nào với cổ đạo hiểu, trách nhiệm do một mình ta gánh chịu cổ vân cười khổ một tiếng hậu đạo hiếu thực tế ta cũng không tinh thông việc luyện chế khôi lỗi hơn nữa đây là lần đầu tiên ta mới đến minh nguyệt tông chuyện quan trọng như thế ta vẫn không nên tham dự cổ đạo hiếu ngươi không cần nhiều lời trên thực tế nếu như ta có nắm chắc thành công cũng tuyệt sẽ không dùng ngươi chính vì ngươi lần đầu tiên nhìn thấy khôi lỗi này mới càng dễ không bị che đậy hơn nữa vừa rồi ta thấy thuật luyện hóa của ngươi cực kỳ cao minh đương nhiên không bằng cả ta Hậu quan trầm giọng nói, cổ đạo hiếu, khôi lỗi này chính là tâm huyết 10 năm của ta, ta không biết mình còn có thể sống thêm 10 năm hay không, hy vọng ngươi giúp ta hoàn thành tâm nguyện này. Thấy cổ vân không nói, hậu quan lại nói đợi lát nữa lão phu làm chủ, đạo hiếu làm phụ. Ta vẫn là câu nói đó, mặc kệ kết quả như thế nào, đều không có bất cứ quan hệ nào với đạo hiếu. Nói đến đây, cổ vân cũng không có lấy cớ từ chối. Hầu quan mặt mũi tràn đầy chuyên chú, tựa như nhìn một đứa trẻ con, nhìn chằm chằm khôi lỗi này. Tâm huyết 10 năm, đích thật là người thường khó có thể tưởng tượng. Hậu quan nâng thú đan, nhẹ nhàng đẩy, thú đan màu đỏ tím ở trong linh quang chậm rãi bay vào trong trận pháp. Một tia linh lực mỏng manh quấn chặt lấy thú đan. Tất cả mọi người đều nín thở, đây là bước quan trọng nhất. Thú đan ở trong vầng sáng linh lực, nhẹ nhàng lay động trái phải, trên mặt hậu quan cũng lộ ra một tia hài lòng, hắn cảm giác mình sắp thành công trên mặt cổ vân lộ ra một tia thần sắc khác thường. chương 99, thần lực chỉ dẫn, cổ vân chú ý tới, thú đan trong linh quang có một tia sai lệch cực kỳ nhỏ. Có lẽ đối với phần lớn mọi người, chuyện này gần như không phát hiện ra. Nhưng đối với cổ vân khống chế phương pháp thần lực mà nói, lại hết sức rõ ràng, hơn nữa theo thú đan chìm vào, lệch là càng lúc càng lớn, một trận pháp loại nhỏ trong đó, tựa hồ đạt đến biên giới sụp đổ. Hầu đạo hiếu, khoan đã, Cổ vân đột nhiên mở miệng nói. Cầm miệng, không thấy sư phụ đang bố trí thú đan sao. Một tu sĩ hạ giọng, hung tợn nói. Giờ phút này hậu quan màn thầu mồ hôi, tu vi của hắn vốn đã không cao, việc này lại vô cùng tiêu hao tâm lực, không chấp nhận được nửa điểm qua loa. Dầm, hậu quan uống xong một ngụm linh tử, khuôn mặt trắng bệch thoáng khôi phục. Hầu đạo hiểu, nơi này không ổn, cổ vân thấy thú đan sắp rơi xuống, cũng không thể quan tâm nhiều như vậy. Nếu như không có hậu quan vừa rồi nói mấy câu như vậy, cổ vân tuyệt đối sẽ không mở miệng, khôi lỗi này thành công hay không, cùng hắn không có nửa điểm quan hệ. Nhưng hậu quan vừa rồi nói một phen, quả thực đã đả động hắn. Nếu như mình không có năng lực trợ giúp hậu quan thì cũng thôi đi, hiện tại rõ ràng phát hiện chỗ không ổn, chẳng lẽ khoanh tay đứng nhìn. Cổ đạo hiếu, căn cứ kinh nghiệm trước kia, ta cảm giác nơi đây vừa đúng. Cổ vân lắc đầu, bản thân nó đã khác biệt rất nhỏ, gần như không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả nhưng cảm giác thần lực tuyệt đối không sai nhìn ánh mắt chăm chú của hậu quan cổ vân hít sâu một hơi thú đan vậy mà khẽ run lên dịch chuyển về bên cạnh một tấc tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi chẳng lẽ linh lực của hậu quan không chống đỡ nổi nhưng cho dù như thế hậu quan cũng không có khả năng phạm sai lầm lớn như vậy đây chính là tâm huyết của hắn nhưng rất nhanh đã có người phát hiện ra chỗ không đúng trong đó Cổ vân, người muốn làm gì? Hậu quan cũng giận tím mặt, gần như dùng ánh mắt giết người nhìn về phía cổ vân, mau dừng tay. Mặc dù hậu quan tuổi tác lớn, nhưng linh lực cũng không tính là mạnh, cổ vân dựa vào ưu thế của hai linh cơ, ở phương diện này căn bản không cho hậu quan phản kháng. Mắt thấy thú đan cách phương hướng dự toán của hậu quan càng ngày càng xa, trong mắt của hắn lộ ra một tia tuyệt vọng. Cổ vân, người muốn chết, người biết làm như vậy đã hủy đi tâm huyết của bao nhiêu người hầu quan hầu như phun ra một ngụm máu sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch vô cùng linh lực cạn kiệt cộng thêm khí huyết công tâm khiến hắn gần như tê liệt ngã xuống đất mấy tên tu sĩ vội vàng đỡ lấy hắn đút hắn ăn vào một ít đan dược sắc mặt mới thoáng dễ nhìn một chút đi mời thương trưởng lão ta muốn mời nàng hạ lệnh trụ sát người này ngay tại chỗ một linh sư lớn tiếng nói cổ vân vì sao ngươi phải làm như vậy lão phu tuy đã nói không trách ngươi nhưng ngươi vì sao phải phá hư tâm huyết 10 năm của lão phu. Hậu quan ngồi dưới đất, khóe mắt chảy ra một tia nước mắt, hiện tại thân thể hắn đã chết lặng, hoàn toàn tuyệt vọng. 10 năm, coi như đối với tu sĩ Linh Đan cũng không phải là trong nháy mắt. Đối với hậu quan mà nói, thọ nguyên của hắn sắp hết, ngoại trừ đan dược có thể duy trì thọ mệnh ra, không còn đường sống nào khác, hy vọng duy nhất trước khi hắn chết, chính là luyện chế ra cỗ khôi lỗi này. Thế nhưng, hy vọng này đã hoàn toàn tan vỡ. Cổ vân không nói một lời, chăm chú lắng nghe. Thần lực cảm giác cũng không tính quá mạnh, hắn không thể phân tâm làm chuyện khác. Một điểm, một điểm, dưới sự chỉ dẫn của thần lực, cuối cùng thú đan dừng ở bên trái bên dưới khôi lỗi. Đây là một chỗ trận pháp dày đặc, linh quang không ngừng chấp động, thậm chí phát ra tiếng vang tư tư. Ông, tụ linh trận pháp phát ra một tiếng trầm đục, một cỗ bạch quang từ bốn phương tám hướng bao phủ tới. Chính là lúc này, trong lòng cổ vân đã chắc chắn, Thú đan đã hoàn toàn thoát khỏi khống chế của hắn. Vô số sợi tơ linh lực bao bọc thú đan, trôi nổi ở trong trận pháp. Cùng lúc đó, trong thú đan cũng tràn ra linh lực nồng đậm, tất cả trận pháp đồng thời mất đi quang hoa. Một tia linh lực cuối cùng của tụ linh trận pháp bị hút sạch sẽ. Mãi đến lúc này, Cổ Vân mới thở phào nhẹ nhõm, thành công. So với việc luyện chế khôi lỗi bình thường thì khó hơn nhiều, linh lực và thần thức cũng bị hao phí cũng tăng lên mấy trăm cổ vân lau mồ hôi trên trán nghi hoặc nhìn về phía đám người xung quanh yên tĩnh hoàn toàn yên tĩnh không ai mở miệng tất cả mọi người đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ ngây người thú đan sai lệch nhiều như vậy không phải nên là trận pháp bạo liệt sao sao lại không có động tính gì rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hậu quan cũng nghi hoặc đánh giá thú đan trên đó có từng tia linh lực chậm rãi tràn vào trong trận pháp trong lòng của hắn giật mình đây làm sao lại là bộ dạng luyện chế thành công. Hậu quan không thể tin được, chẳng lẽ lệch lạc xa như vậy cũng có thể thành công. Nhưng mà, hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu thất bại nào. Hai tay hậu quan run rẩy đánh ra một đạo linh quyết. Ông, tất cả trận pháp đồng thời lấp lóe không ngờ con rối lại hơi nhúc nhích. Đây, đây là thật sao? Sắc mặt hậu quan trở nên đỏ thấm, hai mắt trợn lên. Tu sĩ ở đây, tuy rằng tu vi đều không cao, nhưng bọn họ đều là khôi lỗi sư hàng thật giá thật, ở trong khôi lỗi chi đạo nghiên cứu hơn 10 năm. Đây là thật luyện chế thành công, không có thất bại, một tơ một hào cũng không kém. Thành công rồi, thành công rồi, hầu quan lão lệ tung hoành. Hồi lâu sau hậu quan mới nhìn về phía cổ vân, cùng kính hành lễ cổ đạo hiếu, vừa rồi ta trách lầm ngươi, nếu không phải ngươi, 10 năm tâm huyết của ta thật sự uổng phí. Nếu không có 10 phần nắm chắc, loại chuyện tốn công mà không được lòng này, cổ vân cũng sẽ không nhúng tay. Cổ vân nhẹ nhàng nâng hậu quan thủ lên, đạo hữu khách sáo rồi, ta cũng chỉ dựa vào cảm giác mà làm. Những người khác đều cúi đầu, không dám mở miệng, nhìn thấy sư tôn đã khách khí như vậy, tưởng tượng đến lúc nãy bọn họ kêu gào muốn giết cổ vân cho hả giận, trong lòng đều có chút áy náy. Quá trình luyện chế kế tiếp cũng rất nhanh, không bao lâu sau, một cỗ khôi lối cực lớn cao hơn ba trượng xuất hiện trước mặt mọi người. Hậu quan điều khiển một phen, Sắc mặt càng thêm vui mừng, xem ra khôi lỗi này so với trong tưởng tượng của hắn còn tốt hơn một chút. "Cổ đạo hữu, may mắn mà có ngươi, ta nhất định phải tạ ơn ngươi thật tốt." Hầu Quan kéo tay Cổ Vân đi ra ngoài. Những người khác cười đầy mặt, mệt mỏi thời gian dài như vậy, cuối cùng có thể nghỉ ngơi thật tốt một phen. "Phẩy phẩy, nửa canh giờ sau, Cổ Vân xuất hiện trong một gian lầu các hoa lệ. Nơi này tràn đầy linh lực, phong cảnh tươi đẹp, một tu sĩ linh lực sơ kỳ tuyệt đối không thể có được chỗ ở tốt như vậy. Bởi vậy có thể thấy được, Minh Nguyệt Tông cực kỳ coi trọng Khôi Lỗi sư. Cổ Vân lại nghĩ tới thời điểm vừa rời khỏi động phủ, bọn hộ vệ vẻ mặt khiếp sợ nhìn mình, tựa hồ cùng đi với hậu quan là Thiên Đại Vinh Quang. Trên bàn đã bày đầy đủ loại linh quả, rượu ngon, nếu để cho thượng quan đào của Thanh Sơn môn nhìn thấy, chắc chắn sẽ kinh hãi biến sắc, trong này có rất nhiều đều là linh quả hắn khát vọng nhiều năm, khó gặp hơn 10 nữ tu dung mạo thanh tú xếp thành một hàng, cung kính hầu hạ ở một bên. Hậu quan dơ lên một chén linh tử một chén rượu này, đa tả cổ đạo hữu tương trợ. Mùi thơm của linh tử xông vào mũi, hắn uống một ngụm, linh lực nồng đậm tràn ngập toàn thân, mệt mỏi vừa rồi bị quét sạch sành xanh. So sánh với linh tử do cổ vân sản xuất, phẩm chất càng tốt hơn, cứ uống như vậy, thực sự có chút phung phí của trời. Rượu ngon, cổ vân tán thưởng một tiếng, cổ đạo hữu đã thích, đợi lát nữa mang cho ngươi 10 vò. Hầu quan vung tay lên, cái này, cổ vân mặc dù vô cùng yêu thích linh tử này, nhưng cũng biết rõ giá trị của loại linh tử này không nhỏ, 10 vò cũng không phải số lượng nhỏ. 10 vò rượu này, cổ đạo hữu uống trước đi, ta đã phái người bẩm báo chuyện luyện thành khôi lỗi cho thương trưởng lão, cổ đạo hữu trở thành khôi lỗi sư chính thức chỉ là vấn đề thời gian. Đến lúc đó mỗi tháng có 20 vò, nhưng linh tử vẫn nên uống ít một chút cho thỏa đáng, nếu có thời gian thì nên nghiên cứu đạo khôi lỗi. Những lời này của hậu quan khiến cổ vân khiếp sợ đến mức nói không ra lời. Hắn tự nhận giá trị bản thân không thấp, nhưng so với khôi lỗi sư của Minh Nguyệt Tông, không kém chút nào. Linh tử chân quý như thế, mỗi tháng lại có đến 20 vò. Ngoại trừ linh tử ra, hẳn là còn có những bảo vật khác. Nhìn chỗ ở xa hoa của hậu quan hiện tại, còn có những thiếu nữ hầu hạ này, đãi ngộ của khôi lỗi sư, thật đúng là không phải người bình thường có thể tưởng tượng được. cổ đạo hữu năm nay hẳn là chưa đủ tuổi đối với khôi lỗi chi thuật có kiến giải như thế, thật sự làm cho người ta nhìn mà than thở. lão hồ ta cũng không còn sống được mấy năm nữa. ở trước khi ta chết, ta hy vọng ngươi có thể trở thành một đại khôi lỗi sư. những đồ đệ không chịu cố gắng kia của ta còn cần ngươi chỉ điểm một chút. nói xong câu đó, hậu quan lại lắc đầu là ta lo lắng nhiều. vừa rồi nếu như không phải, bộ khôi lỗi kia liền phí công nhọc sức người tu hành đã xa ta rồi được rồi không nói nữa chúng ta lại uống một chén cổ vân cũng không ngờ mình vừa mới vào minh nguyệt tông đã có địa vị cao như thế xem ra ngày sau mình không cần lo lắng về việc tu luyện nữa đương nhiên cổ vân cũng không quên lời dặn dò của tử tinh lão tổ thương trưởng lão chẳng lẽ vị vừa rồi kia hầu đạo hiếu vừa rồi vị thương trưởng lão kia tên là gì có lẽ nên gọi là thương vũ nhu đi hầu quan đỏ mặt Tuy thương trưởng lão làm người ôn hòa, nhưng dù sao cũng là trưởng bối. Lúc ta nhập môn đã trở thành cường giả linh đan, cho nên tốt nhất người đừng gọi thẳng tục danh của nàng. Thương Vũ nhu trong lòng cổ vân hơi kinh ngạc. Lẽ nào thật sự là Thương Vũ nhu mà Tử Tinh lão tổ nói? Chỉ tiếc Tử Tinh lão tổ đã sớm vẫn lạc. Cổ vân cũng thở dài một hơi. Nếu như Tử Tinh lão tổ còn sống, nhìn thấy người tình trong mộng có dung nhan như thế, hẳn là sẽ không quá thất vọng. Nhưng điều này cũng chứng minh tử tinh lão tổ cũng không lừa mình. Bảo vật có liên quan đến thôn thiên thú kia, tự nhiên cũng tồn tại ở trong minh nguyệt tông. Chỉ là hiện tại đã cách xa nhau mấy trăm năm, không biết gian phòng tử tinh lão tổ lúc trước còn ở hay không. Ngược lại thỉnh cầu của tử tinh lão tổ không khó hoàn thành, với địa vị hiện tại của cổ vân, chiếu cố hậu duệ đồng tộc của tử tinh lão tổ một chút, hẳn không tính là việc gì khó. chương 100, có qua có lại, còn không đợi cổ vân và hậu quan tụ hội xong, chấp sự đường của Minh Nguyệt Tông đã đưa lệnh bài khôi lỗi sư tới. Chỗ ở của cổ vân cũng đã được sắp xếp ổn thỏa, cách hậu quan lâu không xa, tuy rằng phong cách kiến tạo khác biệt, nhưng cũng dị thường hoa lệ. Đợi đến khi cổ vân trở lại lầu các, 10 nữ đệ tử cảnh giới linh lực dung mạo thanh tú đã đợi từ lâu. Bái kiến tiền bối, một nữ đệ tử thập giai linh lực cung kính hành lễ đã dọn dẹp xong lầu các trước mặt cổ vân. Nếu tiền bối có chỗ nào không hài lòng thì cứ nói ra, chúng ta nhất định sẽ khiến tiền bối hài lòng. Được rồi, các ngươi lui ra đi. Cổ vân khoát khoát tay, tuy hắn xuất thân thế ra nhưng lại không có thói quen được người hầu hạ, đặc biệt là những nữ tu dung mạo xinh đẹp, từ sắc xuất chúng này. Không biết vì sao, trước mắt cổ vân luôn hiện ra bóng dáng Phượng Giao Nguyệt, nhưng rất nhanh cổ vân đã bỏ đi ý nghĩ này, hắn cũng không rõ Phượng Giao Nguyệt tiếp cận mình rốt cuộc có phải bị lão tổ Phượng ra sai xử hay không. Hơn nữa, trận chiến ở Phượng Nhãn Đảo, các tu sĩ tử thương vô số, hơn nữa tất cả mọi người đều trúng hỏa độc, Khả năng sống sót là cực kỳ bé nhỏ. Cổ Vân khẽ thở dài, bước nhanh vào, vừa mới vào cửa, Cổ Vân đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ ngây người. Toàn bộ đại sảnh, phạm vi ước chừng hơn 10 trượng, đã chất đầy đủ loại hộp quà. Trên mỗi hộp lễ đều viết tên người tặng quà, cùng với chữ chúc mừng khôi lỗi sư Cổ Vân. Trên bàn ở cửa, danh thiếp bái phỏng ước chừng dày một chồng. Cổ Vân cười khổ một cái, từ lúc mình nhận được lệnh bài khôi lỗi sư đến đây, cũng chỉ mất có nửa canh giờ mà có nhiều quà tặng như vậy. Những lễ phẩm này, đương nhiên cũng là phân loại, có thể thấy được người nữ tu kia rất am hiểu việc này. Một đống ở trước nhất là các khôi lỗi sư đưa tới, những lễ vật này cơ hồ không cách nào dùng chân quý để hình dung, trong đó bao hàm đại lượng thiên linh địa bảo, còn có rất nhiều thú đan, linh quả, linh thảo mà cổ vân chưa bao giờ thấy qua. Nghĩ đến người hũ linh tử hậu quan đưa cho mình, cổ vân lúc đó có chút kinh ngạc bất quá cái này cũng đủ để nói rõ những khôi lỗi sư này đãi ngộ ưu việt xuất thân giàu có nếu không ai cam lòng lấy ra nhiều lễ vật như vậy tặng người một đống lễ vật tiếp theo là do một số tu sĩ minh nguyệt tông đưa tới lễ vật bọn họ tặng tự nhiên không quý trọng bằng các khôi lỗi sư nhưng số lượng cũng không ít phần lớn lấy thiên linh địa bảo làm chủ đối với những linh quả linh thảo cổ vân bộ đều thu vào trong không gian hỗn độn này hiện tại hắn cũng không rảnh đi kiểm chứng lai lịch của những linh quả linh thảo này dù sao ở trong không gian hỗn độn có thể sinh trường, nói không chừng sau này mình sẽ dùng đến. Thu hồi những lễ vật này, trên bàn thờ còn bày ba hộp quà. Ba hộp lễ này nhìn qua đã biết không phải là vật phàm, toàn bộ đều được luyện chế từ linh mộc đặc thù nào đó, chỉ riêng những linh mộc này đã có giá trị xa xỉ rồi. Kiện thứ nhất là thương Vũ Nhu tặng, đây chính là điều cổ vân không ngờ tới, trưởng lão cảnh giới linh đan lại còn tặng lễ vật cho mình, quả thực là chưa từng nghe thấy. Cổ vân mở hộp quà ra, hơi thở hỏa linh nồng đậm đập vào mặt. Ở giữa hộp lễ, không ngờ lại có một đoàn linh hỏa đang cháy. Thuần dương linh hỏa, cổ vân hít sâu một hơi, thuần dương linh hỏa này, lúc trước cổ vân đã từng thấy trên biển tịch, linh hỏa này trí cương trí dương, được xưng là đệ nhất dương viêm thiên hạ. Cho nên loại linh hỏa này không thích hợp luyện đan luyện khí, chỉ thích hợp tu sĩ vận dụng hỏa linh lực, uy lực cực kỳ cương mãnh. Thiên linh chi hỏa mặc dù mãnh liệt, nhưng mà tu sĩ linh sư đã có thể khắc chế, đối với cường giả linh đan gần như không có hiệu quả gì nhưng thuần dương linh hỏa này là bất luận kẻ nào cũng không cách nào ngăn cản chỉ cần hơi dính vào chắc chắn dẫn lửa đốt người cho nên gặp phải loại linh hỏa này chỉ có thể tránh né không để bản thân dính dáng đến cổ vân cẩn thận thu hồi đoàn thuần dương linh hỏa này trong lòng chật chật tán thưởng hộp lễ thứ hai tựa như cũng là một linh đan tu sĩ tặng tự xưng minh châu tu sĩ bảo vật hắn tặng chính là một viên thú đan to bằng miệng chén phẩm chất tuy rằng kém hơn một chút so với thú đan mà hậu quan dùng trên khôi lỗi nhưng cũng là một kiện bảo vật vô cùng chân quý thú đan này ít nhất phải giết một con yêu thú linh đan kỳ trở lên mới có không dễ dàng gì phàm là yêu thú có thể đạt tới linh đan khí thực lực rất mạnh hơn nữa linh trí sơ khai chúng hiểu được tránh đi tu sĩ nhân loại cường đại hoặc là sinh hoạt ở trong biển sâu bởi vậy rất khó nhìn thấy mặc kệ là luyện đan hay luyện chế khôi lỗi đều là vật cực kỳ chân quý Hộp quà thứ ba, lại là hậu quan đưa tới, điều này làm cho Cổ Vân có chút kinh ngạc, địa vị của hậu quan lại cao như thế, ngay cả lễ vật cũng đặt chung một chỗ với tu sĩ linh đan. Như thế xem ra, lễ vật trong đó tất nhiên có giá trị không nhỏ. Trong vòng nửa canh giờ, hậu quan không giao lễ vật cho mình mà lặng lẽ phái người đưa tới, cũng nói rõ đây là tập tục của Minh Nguyệt Tông, mình bây giờ đã gia nhập Minh Nguyệt Tông, cũng nên tiếp nhận thói quen của Minh Nguyệt Tông. Sau khi mở hộp quà ra, trong đó chỉ có một bình ngọc nho nhỏ. Bình ngọc gần như trong suốt, trong đó có chút màu xanh. Một đoàn linh đoàn hư ảo không có gì, chậm rãi di động ở trong đó. Đây là, hai mắt Cổ Vân chăm chú, qua hồi lâu mới đột nhiên nói đây là linh thể. Linh thể là do thiên địa linh lực ngưng tụ mà thành, gần như có linh lực thực chất. Nếu như thời gian đủ dài, linh thể còn có thể sinh sôi linh trí. Đoàn linh thể này đương nhiên không có bất kỳ linh trí nào nhưng giá trị của nó vẫn không cách nào dùng linh thạch để cân nhắc. Linh thể diệu dụng vô tận, khiến rất nhiều tu sĩ đều thèm nhỏ dãi. Nếu luyện chế linh thể vào trong phi kiếm, liền có thể sinh ra kiếm linh, uy lực kinh người. Thậm chí có thể phân ra một sợi thần niệm, dung hợp linh thể làm một thể, tu luyện thành linh thể. Linh thể tu luyện ra như vậy, tuy rằng kém xa tít tắp thân ngoại hóa thân, nhưng lại là một loại phương pháp kéo dài tính mạng, nếu như thọ nguyên hao hết, có thể dùng hình thức linh thể sống sót. Đương nhiên, chỉ là sống tạm mà thôi, nếu như không có đủ linh lực để tu luyện, chỉ có thể sống không bằng chết. Xem ra, hậu quan bây giờ cũng không quá coi trọng tuổi thọ của mình. Về phần đủ loại diệu dụng khác, không thể mô tả từng cái. Có thể nói, trong tất cả lễ vật, quý giá nhất chính là linh thể này. Cổ vân trầm ngâm một chút, sau đó thu linh thể vào trong không gian hỗn độn. Linh thể phải mượn nhờ thiên địa linh lực mới có thể tăng trưởng, ở nơi linh lực yếu ớt lại dễ dàng tiêu tán, cho nên tu sĩ sau khi phát hiện linh thể, đều sẽ phong ấn nó lại. Chỉ là như vậy, linh lực sẽ không còn có bất kỳ biến hóa nào nữa. Trong không gian hỗn độn, tràn ngập hỗn độn lực lượng thiên địa sơ khai, những linh lực này có lẽ có thể xúc tiến linh thể tăng trưởng. Bỏ ra một canh giờ, cổ vân mới đem những bảo vật này xử lý thỏa đáng. Những bái thiếp kia, cổ vân cũng phải nhìn kỹ từng cái một, mặc dù bây giờ địa vị của hắn rất cao quý, nhưng dù sao cũng vừa mới trở thành tu sĩ Minh Nguyệt Tông, không thể quá ngạo mạn, để tránh gây thù chuốc oán. Những tu sĩ này chưa chắc thật kính trọng mình, có lẽ chỉ là bởi vì tập tục mà tặng quà mà đến. Cho nên những lễ vật này, Cổ Vân đều có quả đáp lễ. Trên người Cổ Vân cũng có không ít linh thảo, nhưng nếu như tặng như vậy thì sợ rằng sẽ khiến người khác hoài nghi. Suy nghĩ thật lâu sau, trong lòng Cổ Vân có một quyết định. Khôi lỗi, trước đó Cổ Vân luyện chế không ít khôi lỗi, uy lực không thấp. Nếu khôi lỗi sư ở Minh Nguyệt Tông được tôn sùng như thế, tin tưởng khôi lỗi cũng được rất nhiều người yêu thích. Đương nhiên, những khôi lỗi này đều tương đối đơn giản, chỉ có một thân man lực, bất quá đối với tu sĩ cảnh giới linh sư mà nói, đã coi như là một trợ thủ đắc lực, chỉ cần một chút thần thức là có thể thao túng, đối với thực lực bản thân cũng có tăng trưởng không tệ. Về phần những tu sĩ linh sư hậu kỳ, cùng với đám người thương Vũ Nhu, Minh Châu tu sĩ, Cổ Vân cũng sẽ không tặng những khôi lỗi thấp kém này. Thật ra đối với bọn họ mà nói, chỉ sợ phần lớn bảo vật đều không lọt vào trong mắt. Cổ Vân chỉ cần bái kiến một phen là được, thời gian cấp bách, Cổ Vân cũng không có thời gian trì hoãn, lập tức lên đến lầu các. Tiền bối, có cần các tỷ nữ hầu hạ không? Vừa tới lầu các, một nữ tử trẻ tuổi lập tức đi tới, cung kính nói. "Ồ, Cổ Vân sững sờ, tiền bối, 10 người chúng ta đều là thân trong sạch, tuổi nhỏ tu luyện bí thuật trong phòng, không biết tiền bối đêm nay cần mấy người thị tẩm?" chúng ta chắc chắn sẽ làm cho tiền bối hài lòng. Thiếu nữ cung kính nói, thân thể hầu như gập đến đầu gối, một cái ngực sữa phá lệ trói mắt. Không cần, các ngươi lui ra đi, không có sự cho phép của ta, bất kỳ người nào cũng không được phép lên lầu các, càng không được phép tiến vào phòng tu luyện. Cổ vân trầm giọng nói, hắn không muốn trầm mê trong sắc đẹp, khôi lỗi sư này chỉ là thân phận tạm thời của hắn, cổ vân tuyệt đối sẽ không quên mộng tưởng lúc trước của mình. Tiền bối chẳng lẽ đối với mấy người chúng ta không hài lòng sao, còn có rất nhiều tỉ muội có thể để tiền bối chọn lựa. Làm tốt công việc của các ngươi là được, việc này không thể nhắc lại, nếu không nhất định không dễ tha thứ. Giọng nói lạnh lẽo của cổ vân, nhanh chân tiến vào phòng tu luyện. Qua hồi lâu, cổ vân mới bình phục lại tâm tình, cũng không nghĩ nhiều, lập tức bắt đầu luyện chế khôi lỗi. Lúc ở phượng nhãn đảo, cổ vân đã luyện chế không ít, khôi lỗi trước đó tham gia rèn luyện sử dụng, chính là như thế. Đương nhiên sử dụng linh mộc cũng có chút khác biệt. Tứ chi trên cơ bản đã luyện chế hoàn thành, mà trận pháp mấu chốt và thú đan đặt ở đó, cổ vân hiện tại cũng quen việc dễ làm. Đến hừng đông ngày thứ hai, cổ vân đã luyện chế ra hơn 100 khôi lỗi. Những khôi lỗi này đều cao hơn đầu người, thoạt nhìn có chút đồ sộ, vừa lúc trong tay cổ vân còn có không ít linh bảo thấp kém lấy được từ trong túi chữ vật của Trương Húc, cũng đem luyện hóa trên khôi lỗi. Chuyện đáp lễ này, tự nhiên không cần cổ vân tự mình đi, những nữ tu kia sẽ xử lý vô cùng thỏa đáng. Cổ vân thoáng điều tức một chút, bay về phía động phủ của Thương Vũ Nhu. Động phủ của Thương Vũ Nhu nằm ở cực bắc của Minh Nguyệt Tông, cách động phủ của đại trưởng lão không quá xa. Linh mộc cao mười mấy trượng chỗ nào cũng có, còn có rất nhiều linh trà thụ mộc. Ven đường cũng có nhiều tu sĩ trông coi, may mắn trên người cổ vân có lệnh bài khôi lỗi sư, lúc này mới thông suốt. Hết tập 10, cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyện. Nhớ ấn like video và đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.